Thí dụ như bây giờ quý thầy như những đức đều đi, không có vợ không có con, thì bây giờ đã không có vợ thì vợ đâu mà để đi nó đi lấy thằng khác. Thì mình nói lỡ vợ đi lấy thằng khác thì mình khỏe, mình tu, mình nói vậy thôi. Còn mình bây giờ thí dụ như đức là vai trò, thí dụ như bây giờ một người nữ đi tu đi, bây giờ mình không có chồng, làm sao mình biết được cái chuyện mà chồng mình đi lấy cái người phụ nữ khác mà mình nói là đơn giản là buông ra đi để cho nhẹ nhàng, đâu có dễ đâu trời. Nó đã tạo thành một cái tình cảm rồi thì nó phải có lưu luyến. Mà đã là tình cảm thì ở tay chịu chia sẻ cho người khác lắm, quý vị hiểu không? Nếu mà nói là dễ chia sẻ tình cảm cho người khác, vậy con người này đâu có ích kỷ. Mà chúng ta là cái dạng, chúng ta là cái dạng ích kỷ, hiểu không? Có nghĩa là mình là cái dạng chung cuộc á, là cái dạng ích kỷ nhỏ mọn không à. Nó cái dạng mà không có chịu chia cái gì đồ ngon cho người ta đâu. Cái gì mà hư thúi thì chia chứ đồ ngon có chia. Nó, nên mình cần phải tu từ từ á, mình mới có thể nhìn nhận sâu sắc, mới nhìn thấu á, mới buông xuống. Chứ đâu có dễ đâu chợ. Chồng của mình mà tự nhiên nó nắm tay con nhỏ khác mà mình đi sau lưng mà mình nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lúc đó A-di-đà-phật hay là có chữ A không à, mình không có di đà Phật được đâu. Mình tức chết được á, tim nó nghẹn ngay cổ á. Mình lỡ mình trời ơi trời thấy không, nó không có dễ đâu á. Còn bây giờ vợ mình mà tự nhiên nó đi theo thằng khác, mình là người đàn ông coi mình chịu nổi không, mình tức không mà biết. Cái ngã con người chúng ta ai cũng có chứ. Nó ví dụ như quý thầy quý sư cô giảng thì nói gì, tại vì họ đâu có vợ đâu có chồng, nó họ nói vậy thôi. Mà họ dính cái khác, họ không dính cái đó thì họ dính cái khác. Có những cái họ không dính tiền nhưng họ lại dính danh, họ dính vào cái này cái kia khác nữa quý vị à. Chứ nó không có phải là cái điểm đó không đâu. Thí dụ như bây giờ người ta không có vợ có chồng thì ta không dính vô đó, người ta nói ngon lắm, nhưng mà người ta lại dính danh dính tiền. Còn mình thì dính vô vợ dính chồng dính con dính cháu là gì, mình tạo ra có nên mình dính. Nó còn cái việc kia thì khi mình nhẹ bớt đi. Có nghĩa là con người ta nó nhẹ chỗ này, nó nặng chỗ kia, nó nặng chỗ này, nó nhẹ cái nọ. Nhưng mà tóm tắt lại chúng ta là cái dạng bệnh chung, cái dạng bệnh lằng quằng, lằng quằng trong lục đạo, hiểu không? Không chịu ra, hiểu không? Nên cần phải nghe hoài chứ đừng có nói cái chuyện đơn giản. Nó, bây giờ mình nghe một ông thầy như Nhân Đức nói, trời ơi, chồng mình đi theo thằng khác thì mình nhẹ, nhẹ để mà dễ tu. Mình nói nhẹ nhưng mà con chưa nhẹ thầy ơi, thầy hiểu không? Đó thì phải có thời gian đúng không quý vị, nó đâu có dễ đâu trời. Nếu nói mà cái chuyện mà nghe Phật pháp một cái là buông xuống liền thì ai cũng thành Phật hết trơn rồi. Đó. Nếu mà nói là cái chuyện mà dễ buông tham sân si, vậy tại sao nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng tu rồi mà chúng ta chưa bỏ? Cái chuyện tham sân si đâu phải là dễ bỏ đâu, nó là một cái gốc mà nó bám sâu vào cái mảnh đất tâm mình, nó nặng vô thủy kiếp rồi chứ đâu phải là mới có một hai kiếp đâu quý vị. Cái tham sân si là bệnh chung, nên mỗi một con người tu chúng ta, vì sao chúng ta nói chuyện mà người ta nghe được? Vì chúng ta đem cái bệnh chung này để cởi mở thôi. Nếu như bây giờ mình nói cái bệnh này là bệnh riêng người ta thì mình giảng người ta nghe không được. Ta thấy cao xa quá, người ta giống ông tớ, ta nghĩ ông thầy này phi thường. Còn mình là mang cái bệnh chung để chia sẻ là bản thân ông thầy này cũng là tham sân si. Nhìn được mình tham sân si thì nói ra y rang, cùng bệnh để mà chia sẻ. Đó, tuy là người nói người nghe, chứ người nói cũng không phải là thầy bà gì ghê gớm đâu. Nó, người nói cũng tham sân si, và người nghe cũng tham sân si, hai bên đều tham sân si, kết hợp để mà giải tỏa si tham sân. Hiểu không? bây giờ cộng lực nè, cộng lực để mà cỡ mở nè. Mình cỡ không nổi, nó nặng quá rồi, cỡ không nổi, mình cỡ không nổi. Giống như một mình ở nhà tu trời gì chứ, tu yếu xìu à. Mà vô đây ngày Chủ Nhật thôi tu tiên chút vậy đó mà nó lực vô cùng, thấy không? Còn ở nhà nghe pháp có nửa tiếng vậy mà có khi mà đang nghe mà chạy lăng xăng á, thằng chút thì chạy lại nên nó bỏ câu tùm lum. Còn đây tiếng mấy đồng hồ vậy mà nghe được, quý vị thấy không? Tại vì những cái mà lôi kéo khi đi vô đây này nó ít, mình duyên vô đây là mình ngồi luôn à, không ai dám lôi kéo mình. Nhưng mà ở nhà mình là cái duyên kéo mình mạnh quá, nên cái việc tu của mình nó phân tán lực lượng, hiểu không? Còn vô đây thì toàn tâm toàn ý, nên mấy bà già trong chùa tới giờ bà đi tu có ai kéo ở đâu.
chứ bà đâu có bận tâm lại dưới kia nấu cơm hay gì kia dưới đó đâu, nhưng mà tu được. Còn bây giờ mình ở nhà mình phải lo cơm, lo nhà cửa, rồi lo tiền, lo tùm lum, nên cái lúc tu đó nó phân tán nhiều cái tâm của mình. Tuy là mình tu được nhưng mà nó được ít lắm. Tại vì sao vậy? Nó có nhiều cái phân tán. Nhưng mà tu vẫn là tốt hơn là không tu. Nếu mình không tu là mình chịu chết luôn á, tiêu luôn, hiểu không? Cuối cuộc đời mình nó không tích tụ được cái gì cho người sau đây. Nó bây giờ quý vị cứ bình tĩnh nhận thức nè. Cả cuộc đời chúng ta vì chồng, vì vợ, vì con, nhưng mà chúng ta cuối cuộc đời của mình nếu như mình không tu được vậy thì chồng, vợ, con có giải quyết vấn đề sanh tử cho ta không? Không, không có giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng ta đâu. Nội mà cái chuyện bệnh của chúng ta thôi chúng ta cũng nhận thức được nữa. Khi mình bị bệnh họ có chia được đâu. Khi mình mà sắp sửa đứt hơi thở có ai phụ thở cho mình không? Giỏi lắm là khóc thôi, khóc la kêu gào thôi, rồi đem một đống vàng để trước mặt mình đi chăng nữa cũng đâu có mua sự sống cho mình đâu. Như vậy mà vì cái đống vàng này mà mình tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng trong cái cuộc đời này nè, nặng nề vô cùng. Quý vị coi, mỗi người chúng ta ngồi ở đây, mình đã từng đi kiếm tiền và muốn tạo sự nghiệp, mình đã từng tạo bao nhiêu nghiệp rồi. Sự nghiệp, cái sự cuộc đời này là đi tạo nghiệp đó quý vị à. Trong hàng vạn vạn con người trong cái cõi đời này mà cái sự lớn nhất trong cuộc đời mình là đi tạo nghiệp á. 10 phần là hết 8 phần chúng ta đi tạo nghiệp rồi, nên gọi là sự nghiệp đó. Ai cũng đặt vấn đề sự nghiệp trong cuộc đời là đi tạo nghiệp đó, chứ ít có ai mà đi tạo tịnh nghiệp lắm quý vị à. Toàn là tạo sự phiền phức để kết ra cái nghiệp trong cuộc đời này không à. Nên khi cuối cuộc đời chúng ta đâu có dễ đi được đâu. Nó nặng nề chết, mà chết là đi đọa lạc tam đồ không à. Nên quý vị coi, cái người thế gian người ta nói rằng chết đi làm ma, đúng rồi. Phần nhiều chúng ta đi làm ma không à. Tại sao quý vị biết không? Vì cái tâm mình là cái tâm ma quỷ. Cái tâm ma quỷ là cái tâm dối trá, cái tâm hơn thua, cái tâm hung sùng, cái tâm bạo ngược, cái tâm lợi mình mà hại người, cái tâm chỉ biết mình mà không biết ai cả, cái tâm buồn trách, cái tâm không tha thứ, đó là tâm ma quỷ đó. Nên chúng ta đã bổ túc cái tâm ma quỷ này đâu phải chỉ có đời này đâu, mà là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã bổ túc cái tâm ma quỷ rồi. Nên cuộc đời con người ta phần nhiều chết đi là ma không à. Nên quý vị thấy người ta chết xong đó, khi mình gặp họ là mình kêu ma chứ có ai kêu Phật không? Có ai mà gặp người chết hiện hồn gì mà mình nói Phật, Phật, Phật sao mình chạy? Hiểu không? Toàn là nói ma không à. Nên cái tâm con người mình đã nghĩ như vậy thì là ma chứ gì. Đó, bây giờ chúng ta xem lại chúng ta chết đi làm cái gì là mình biết lúc cái nhăn mình sống nè. Mình làm sao là mình biết mình chết vậy liền à. Nếu như mỗi ngày cái mặt là nhăn như con khỉ ăn ớt thì biết đi làm ma rồi. Quý vị có thấy con ma nào mà nó cười hả hả không? Mà con ma nó có cười đi chăng nữa cũng cười vô duyên lắm. Vì sao nó cười con... Mình nghĩ nó cười mà nó len lử chứ nó không phải cười như mình bình thường. Mới nói là ma. Thấy không? Còn quỷ còn đáng sợ hơn nữa. Quỷ nghiệp càng nặng hơn mới thành quỷ. Thấy chưa? Nên nói gì thì ma quỷ có nghe cũng đừng có buồn. Cái đó là do cái nghiệp duyên của mình, người ta thấy cảm giác là ta sợ rồi. Nên nhắc nhở con người ta đừng đi vào cảnh giới đó. Mà cảnh giới đó mà không nhiều thì quý vị cũng được quá giải nữa. Còn cái cảnh giới ma quỷ mà nhiều là quý vị đọa lạc cầm lưng hoài luôn ông siêu á. Còn con người này mà họ đi làm Phật hết trơn là quý vị sẽ đi làm Phật thôi à. Tại vì tất cả những con người ở đây là có cái nhân duyên từ nghiệp thuận hay là nghịch. Nhưng nếu họ đi làm Phật thì chắc chắn họ sẽ giúp quý vị làm Phật. Còn nếu như những con người này mà đi làm ma hết trơn thì chúng ta thành một đàn ma luôn á. Ai cứu được ai không? Hiểu không? Thí dụ như có người đứng ở trên bờ biển thì mới kéo cái người dưới biển lên. Chứ người nào cũng nhảy xuống biển hết trơn mà lo cứu mình còn cứu không xong nữa. Chứ đừng có chi mà cứu người ta dưới biển. Hiểu không? Nên trong một gia đình mà có một người nghe Phật Pháp, một người biết tu là chúng ta thấy gia đạo của mình có phước rồi. Vì có người biết tu nên đem Phật Pháp giới thiệu trong gia đình. Còn nếu như gia đình mình mà ai cũng là người kiếm tiền mà không ai biết tu, vậy thì gia đình mình là người dưới biển không á, lụm chụm dưới biển không á. Hiểu không? Nó nên trong nhà Phật có nói là một người thành tựu thì củ quyền thăng. Nên mình là người xuất gia tu đạo, gia đạo của một người đi xuất gia là gia đạo từ dòng họ bà con thân thích, hay chết rồi chưa siêu hay còn sống, đều nhờ cái ơn đức của người đi xuất gia này mà họ có thể nhận thức được Phật Pháp. Nhưng quý vị phải xem cái pháp tu của mình là cái pháp tu nào để cho gia đạo của mình có thể tiến đến Phật Pháp. Và họ nhìn mình là người tu như thế nào để họ nhận thức Phật Pháp. Hiểu không? Còn nếu như mà mình mỗi ngày
mình không có cái gì đặc biệt trong Phật Pháp. Họ gặp mình là họ thấy nặng nề, họ gặp mình là họ thấy cơm ăn áo bận. Như vậy thì làm sao họ tu? Họ phải gặp mình là họ không cần lo cơm ăn áo bận thì họ mới tìm đến Phật Pháp. Đó, nhớ nghe. Mà cái pháp môn tịnh độ này nè là cái pháp á, mà Phật nói là cái pháp cơm ăn áo bận nè, cái pháp ăn ngon ngủ yên nè. Bây giờ quý vị coi, phải cuộc đời con người á, hạnh phúc nhất là ăn ngon ngủ yên không? Bây giờ á, một ngày quý vị ăn không ngon ngủ không yên, quý vị nghĩ thì sao? Cái cảm giác con người thì sao? Một đêm mà ngủ không được ngày mai cái mặt sao? Một đêm mà ngủ không được ngày mai cái mặt sao ạ? Một tối mà những đức mà ngủ không được chứ sáng nay lên chứ cái mặt này nè. Kính chào quý Phật tử, tối ngủ không được bực mình lắm. Thì quý vị ngồi với cừ nổi không? Cừ có nổi. Đêm hôm vô ngủ ngon không? 9:30 ngủ rồi. Nên từ nơi đó mà gọi là gì? Mình sáng mình sảng phái niệm Phật rồi nữa không? Rồi nãy giờ ngồi với kia niệm Phật, cái tâm trạng của người nó tự tại, nó thoải mái vô cùng. Rồi mình đứng xung quanh lan can, mình nhìn thấy người ta đi về chùa mà ta ngồi trên bàn ăn cơm, người ta vui. Rồi thời tiết mát mẻ, cảm giác cái từ chùa sao nó vui tươi quá. Mà cái cảm này nè, nó cảm tâm. Mà tâm đã nó cảm được thì nó đem cái tâm này nó phát ra. Trong cái tâm này sao nó phát ra vậy? Quý vị phải nhớ rằng đó, cái câu nói Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Cái câu này mà cái người học Phật chúng ta mà không có cảm giác, quý vị dám nói mới sợ. Vì dám đọc cái câu này mới sợ luôn. Bây giờ quý vị học Phật sao mà quý vị dám đọc cái câu học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người? Nếu như mà mỗi ngày mà cái mặt nó hưởng thụ hả? Mình mỗi ngày phải gì mới dám hưởng thụ nè? Thì tự nhiên thấy là thấy thầy này được á, vui nhiều á, hưởng thụ. Còn bây giờ mình mỗi ngày không có nụ cười thì sao nó học hoặc là hưởng thụ? Rồi mình sơ sát, mặt mày như con cá thác lát, sao nó hưởng thụ đây? À, nên chúng ta học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người là vì sao? Vì biết đủ thương vui, biết đủ để thương vui. Những cái việc thiện, việc tốt, đủ duyên chân thật mà làm. Vì cuộc đời có người đi qua mau lắm, lay quay giờ tới tuổi già muốn làm không được. Câu Phật hiệu hôm nay niệm được, câu Phật hiệu hôm nay lễ được thì cố gắng niệm và lễ. Một lời nói tốt đẹp được nên nói tốt đẹp cho nhau, trao cho nhau những lời tốt đẹp để ngày mai muốn nói không được kìa. Đúng không? Trao cho nhau những lời tốt đẹp xong trao đi. Nó nên quý vị nhớ nè, mình học Phật ăn chay thì cứ ăn cho nó đàng hoàng, ít gì nó cũng có da có thịt chút. Bây giờ Trần Đức hỏi quý vị, cắt lên một cái nhà, bây giờ như cái cột này, cái cột chùa này, nếu như nó không có bao phủ được á, xi măng đồ cho đàng hoàng rồi sơn phết lên cho bóng bẩy, mà cái cột này chỉ có những cái cây sắt bên trong để y nguyên vậy, thì quý vị coi cái cột này nó có đẹp không? Nhưng ngôi chùa này nhìn cái hình ảnh nó đẹp, nhưng thật sự cái bộ xương nó bên trong là xương sống không à. Nhưng mà nhờ thịt bên ngoài đầy đủ nên nhìn cái nhà, cái chùa nó mới đẹp. Vậy thì quý vị biết con người nếu như nó thiếu thịt thì nó không bao giờ đẹp được. Nên á, nên nó thật sự mà nói, tại vì người thế gian người ta không có góc độ nhìn, nên người ta mới nói là ốm o rồi dáng dốc nó đẹp. Ốm nó cũng là vừa thôi, chứ nếu nó toàn là da bọc xương thì lấy đâu đẹp? Vì coi da bọc xương lấy đâu đẹp, hiểu không? Nó có thịt nó mới đẹp. Vì công nhận có thịt mới đẹp không? Nam hay nữ gì có thịt thì mới đẹp, chứ không có thịt lấy đâu đẹp. Nên thấy không? Nên từ nơi đó vì coi ngày xưa Nhật Đức thiếu thịt, quý vị thấy Nhật Đức hô chưa? Nhưng bây giờ đủ thịt thì đỡ hô. Thì coi như mặt bây giờ nó có thịt rồi nè, quý vị thấy không? Nó từ ở phía sau cho tới mặt mày cà má đều có thịt liền. Mà có thịt thì thấy nó mềm, nhưng mà không có thịt thì thấy nó dai. Quý vị coi cái người mà thiếu thịt đi là nó không có mỡ, mà không có mỡ thì da mặt không bao giờ bóng.
Con người mà khi ốm đi là da nó khô và sần, là vì sao? Vì nó thiếu mỡ, hiểu không? Nên ăn chay cũng đừng để thiếu mỡ. Quý vị biết con người mà dư mỡ là ngay chỗ nào không? Không phải ăn nhiều, ăn vừa vừa, nhưng mà do tâm trạng vui. Cái tâm trạng vui nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao hơn ăn uống nữa. Nó, quý vị phải nhớ rằng người xưa đã nói rõ ràng, cái hao năng lượng là do tâm buồn dặn là hao năng lượng nhất. Còn cái tâm mà vui là tích tụ năng lượng nhiều nhất. Nên mỗi một con người chúng ta muốn tích tụ năng lượng thì con người thường vui. Mà con người thường vui thì nó quá giải cái hận thù. Quý vị phải nhớ nè, con người mình mà khi vui là cái gì cũng được hết trơn á. Khi vui là cái gì mình cũng thấy vừa bụng hết trơn á. Nhưng con người khi bực bội rồi, cái gì trước mặt mình cũng thấy ghét hết á. Mình mà bực bội lên rồi, mình gặp thằng chồng đi qua đi lại mình cũng thấy ghét nữa. Mình nói không biết bữa nay làm sao mà cái tướng thằng chồng thấy ghét. Nhưng thật sự là cái tâm mình nó không có vừa bụng, không có vừa lòng, hiểu không? Còn khi vui rồi là tự nhiên mình thấy cái gì cũng đẹp hết. Có nghĩa là mình chỉ cần vui là mình thấy một bầu trời này rất là đẹp, dù là trời mưa cũng đẹp nữa. Nhưng mà nếu mình buồn, dù là trời trong xanh, nhìn trăng cũng cảm thấy buồn. Vì sao? Vì tâm trạng buồn thì có gì mà đẹp đâu. Nên từ nào đó cái tu làm sao mà phát được một cái tâm vui. Mà cái tâm vui này nó có nhiều yếu tố để mà hội tụ lại nó mới vui. Thí dụ như giờ mình tu mà thấy mình sáng sủa, thấy mình có da có thịt, thấy mình trắng trẻo thì nhìn thấy nó cũng vui. Nhưng mà mình tu mà mình thấy mình sơ sát, ốm ho, hô hốc, rồi nhìn kỳ cục thì tự nhiên mình thấy mình cũng không vui nổi, thiếu sự tự tin, hiểu không? Nếu bây giờ những đức tu mà ốm gồm làm sao những đức dám nói có thịt có thà là ngon, đúng không? Vì mình có thịt có thà đâu mà nói. Nó nên cái chuyện mà tu trong cái thời cuộc này á, là cái thời cuộc hiện đại hóa, chúng ta phải làm sao nó phát triển được cái người tu của mình mà nó vượt qua thời đại, nó mới cảm giác rằng Phật pháp đã tiếp nhận. Còn nếu như mà mình đấy lùi lại, mình bị tiêu cực, mà mình có cái tâm giải thoát mình tu, nhưng mà mình mỗi ngày không biết cái nhân sinh sống là cái nhân để làm nền tảng giải thoát, thì cuối cùng người ta không tiếp nhận Phật pháp thì bị cũng thua luôn rồi, hiểu không? Tu làm sao mà thấy rằng mình tự tại, tu làm sao mà mình thấy mình nhẹ nhàng. Ngày xưa mình buồn người 10 ngày, bây giờ mình tu giết mình buồn người có 9 ngày thôi. Ông thấy nó cũng còn ngon đúng không? Rồi từ từ bớt xuống lần lần. Chứ đừng có ngày xưa buồn người 10 ngày mà bây giờ tu giết rồi buồn ngày người 1 tháng. Thôi rồi. Miễn làm sao mà bớt được là tốt. Bớt được đi là tốt. Dù là 1 năm, 2 năm, 10 năm gì, nhưng bớt vẫn là tốt. Còn tăng thêm là sai. Nó nên nó cho mình cái góc độ nhận thức nghe, chậm nhất luôn đó. Đó. Rồi bây giờ mình đi tu trong chùa gì mình vui, nhưng mình về nhà mình gặp chồng nó bài, bố nó nhậu nguyên một cái sòng nhậu ngày chủ nhật ở nhà. Mình thì đi vô chùa tu vui mà về gặp nó nhậu nó cũng vui. Quý vị biết rằng nó nhậu nó cũng vui mà nó cũng ly, nó la sùm cho nó cười nó vui nó mới nhậu chứ. Còn mình đi tu là mình vô chùa mình có cái niềm vui của mình ở trong chùa. Nên con người chúng ta nó ưa đụng nhau là vì mình chỉ biết chấp cái niềm vui của mình, mà mình không biết người ta vui cái cách của người ta là khác mình. Tại vì người ta không tu thì người ta có cái cách cái vui khác của mình. Chứ bây giờ mình kêu người ta cũng vui như mình tu, mình nói rằng cái người đó nó ngu nên nó vui như vậy. Thằng kia nó nói mày cũng ngu, mày không dám ăn đồ ngon mày đi ăn chay. Hai bên cuối cùng bên nào cũng chửi nhau ngu thì bên nào cũng ngu. Thấy không? Nghĩa là mình đi tu thì mình có cái cảm giác của mình đi tu, còn nó đi nhậu thì nó có cảm giác của nó đi nhậu. Như vậy thì tự nhiên quý vị thấy Phật pháp nó tuyệt vời vô cùng. Nó rồi bây giờ mình vô chùa thì mình hết lòng chuyện của trong chùa. Còn mình về tới nhà mình thấy chồng con nó nhậu nhẹt thì mình lo cái trách nhiệm của mình ở gia đình của mình. Chứ không phải là mình đi về cái đầu mình quát quát lên, mình la lối quát 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 lên. Rồi bắt đầu người ta chưa tu người ta nói một câu gì. Ồ, bà tu mà tôi thấy bà kỳ quá à. Người ta thì tu mà tôi thấy người ta vui vẻ, còn bà tu sao mà cái miệng bà quát quát tới ngày à. Bắt đầu mình tức lên mình nói tại ông, tại con mà tôi quát quát đó. Tại gì không có đâu thừa tầm bậy được. Hiểu không? Tại mình. Nó tại mình làm khổ mình mà quát quát tới ngày. Thấy không? Đó nên tu làm sao mà mấy bà cái miệng đừng có quát quát như ngày xưa. Thấy không? Như con gà mắc đẻ vậy đó. Tối ngày à. Nó cái gì mà chồng đem tiền về đưa thì...
Bữa nào nó làm không có tiền thì nó họ hỏi, ồ hôm nay sao không có tiền chứ nè, còn có chút, ồ đi ăn uống gì phải không, đi chơi cái gì phải không, bắt đầu hỏi đon hỏi ren, thấy không, nó nặng nề chưa. Nên bây giờ mình biết tu rồi mình đừng có hành động như vậy nữa. Mình đừng có cái gì mở miệng ra cũng tiền tiền tiền. Nếu như mà chùa này cái gì cũng mở miệng ra là tiền hết trơn, chắc quý vị cũng không đi đến đây đâu. Hiểu không? Hỏi đến tiền là thấy chạm tự ái à. Chạm đến cái nguyệt của chúng ta đó. Thôi, chúng ta đi đến đây đem một pháp giới thiệu cho nhau đi, đừng có chạm tới tiền của người ta. Cái đặc biệt nhất là như vậy. Nên cái ngày Chủ nhật là cái ngày đặc biệt nhân sinh sống. Mà đi về đây mình cảm giác rằng là nó bình an vô cùng. Ai cũng cảm giác bình an hết chứ. Đó. Nên mỗi một con người mà nghe gì rồi, học Phật là học cái gì quý vị? Học sửa đổi lỗi lầm. Ai mà không có sai? Trong cái cuộc đời này ai cũng sai hết quý vị à. Nhớ, đã là ai cũng sai hết thì chúng ta nghe đạo ai cũng cùng sửa đi. Sửa từ từ. Thấy không? Nói cái nào mà sửa trước được thì sửa, sửa sớm. Còn cái nào mà mình sửa chưa được thì mình nhắm nó từ từ mình sửa sao. Nó phải có thời gian để cho chúng ta sửa. Còn cái chuyện tham sân si thì không dễ buông đâu quý vị à. Đây là nguồn gốc quá nặng nề à. Nếu nói rằng mà người niệm Phật mà buông hết sạch tham sân si mới giảng sanh thì chúng ta coi như là đoạn hết trơn nhân duyên của chúng sanh tu. Đừng có nói cái chuyện cao xa đó. Giảng sanh nó có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Chúng ta là cái dạng hạ căn kém cỏi lắm. Nên cái chuyện mà đời này tu để mà đoạn sạch tham sân si, tâm thanh tịnh, tương ưng với Phật để giảng sanh thì cái chuyện này khả năng mình không có làm được đâu. Mình làm được cái chuyện là gầy dựng tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, chỉ có vậy thôi. Chỉ cần mỗi ngày siêng năng niệm Phật, đừng có suy nghĩ đến cái việc mà tham sân si nó nặng nề vậy mà từ từ nó lạc bớt đi. Nó lạc, mà nghĩ đến nó hoài nó không có lạc mà nó tăng à. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta đó phải làm sao mà phát triển được cái tâm niệm Phật á. Chỉ có một câu Phật hiệu này gầy dựng đi. Nhà chùa của mình làm cái gì? Có nghĩa là tất cả các việc trong chùa của mình làm đều là gì? Để phô diễn tịnh độ. Tất cả các việc luôn trong chùa mình làm đều phô diễn tịnh độ hết. Từ một bà cụ đi quét rác mà cũng phô diễn tịnh độ nữa. Tại bà đeo cái máy niệm Phật, cái miệng bà ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Bà quét rác mà ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Nên bà phô diễn tịnh độ chứ gì. Đó. Còn chiếc máy bấm số này hay lắm nha. Nay nó mới về đó. Áp dụng nó hay lắm á. Cái cách mà mót câu Phật hiệu nó hay, cực kỳ hay đó. Bây giờ trên mạng mà người ta mà bấm số niệm Phật mà người ta ghi số đồ cho mình, nó động viên tinh thần nhau bấm số hay đó. Những Đức nói rằng cái xã hội phát triển bây giờ mỗi một con người mình nên mở một cái đạo tràng trên không trung. Bây giờ mình đi xây chùa khó lắm. Mà xây chùa có khi còn giành giật nhau dữ lắm. Còn cái đạo tràng trên không trung là cái đạo tràng không ai giật được luôn. Đúng là cái thời cuộc phát triển này phải dùng cái cách này để truyền đạo. Mà con người bây giờ người ta nhập vào cái nhà mà trên mạng nó nhiều lắm. Nó vô cái nhà đó nhiều lắm. Mình cũng nên vô cái nhà đó để mà mình đem đạo pháp truyền vô đó đi. Bây giờ cái thời đại phát triển mà. Bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta có thể đủ duyên chúng ta đi về chùa, chúng ta ngồi ở đây. Một ngày nào quý vị không đi đến chùa được, quý vị không lẽ chịu chết ở nhà không tu được hả? Nên những Đức nói với vị nghe là cái nghĩ của những Đức là nghĩ xa vời cho quý vị đó. Nghĩ xa. Nên tất cả hàng Phật tử những Đức nói rằng là cuộc đời những Đức sẽ làm tượng Phật suốt từ khi không có duyên nữa thôi. Làm tượng Phật suốt để làm chi? Những Đức mong mỗi một gia đình quý vị đều có ngôi tam bảo. Quý vị chờ xem một ngày nào quý vị có khi muốn đi đến chùa cũng không đi được nữa. Dù quý vị có đi đến chùa đi chăng nữa, quý vị cũng không muốn đến làm gì nữa. Bây giờ quý vị có thể đi đến chùa được là gặp con người quý vị có thể hợp cái tâm tu quý vị đến. Còn nếu một ngày nào nó không còn con người hợp cái tâm tu quý vị đến làm gì? Vừa đến thôi là họ kêu gọi cái này cái kia rồi, quý vị đi đến làm gì nữa? Nặng nề thấy mồ, không hướng dẫn cho tu, không nói Phật pháp cho nghe, mà toàn là tiền bạc không, vậy quý vị đi đến chùa làm chi? Nên từ bây giờ gây dựng tại gia đình của mình là phải có ngôi tam bảo. Là chính mình được nghe pháp mỗi ngày tập thành thói quen. Chứ không phải là ngày Chủ nhật mới đi đến đây nghe, mà là mỗi ngày hai bài chia sẻ.
một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, cùng cộng tác với nhau, cùng gầy dựng tín nguyện để đời này chúng ta cùng về cực lạc chung. Tại vì sao? Vì cái cách học tập này là cô động tịnh độ, mà cái cách học tập này là mãi mãi về sau vẫn nghe được tịnh độ. Và tịnh độ như vậy gọi là tịnh độ thuần nhất, nó không có mở rộng quá. Nếu như bây giờ tu tịnh độ mà mở rộng thêm cái này kia thêm từ từ, quý vị để ý nghe, rất nhiều người hướng dẫn tịnh độ thêm viết rồi bỏ tịnh độ luôn. Nhớ nghe, thêm viết rồi bỏ tịnh độ luôn, có nghĩa là thêm rồi không biết cái nào là chánh hạnh, trợ hạnh. Phần nhiều, rất nhiều người tu tịnh độ niệm Phật mà thêm nhiều rồi, từ từ rồi không biết cái nào là chánh hạnh. Quý vị phải nhớ rằng chánh hạnh là một câu Phật hiệu. Nếu như quý vị đủ duyên trợ hạnh là bố thí cúng dường phóng sanh, giúp đỡ người tu, đó là trợ hạnh. Nhưng chánh hạnh là câu Phật hiệu chính mình niệm. Câu Phật hiệu là giải quyết vấn đề khổ đau trong cuộc đời là chánh hạnh. Nếu như có duyên thì làm những việc khác, đó là trợ hạnh. Còn nếu không có duyên thì chánh hạnh cũng câu Phật hiệu, mà trợ hạnh cũng câu Phật hiệu. Thiệt là đầy đủ luôn á. Quý vị biết rằng có những người á, họ hướng đến trợ hạnh nhiều lắm, họ đi sanh phiền não không à. Đi bố thí cúng dường nhưng mà sanh phiền não không à. Đi cho đồ người nghèo mà cuối cùng đem phiền não về nhà không à. Hoặc đi chỗ này chỗ kia giống như đi làm nhiều việc thiện mà đem phiền não về không à. Thì nhớ cũng có nữa đó. Đã đi làm được thì phải làm sao hoan hỷ. Giống như chương trình người mù mình á. Nếu chương trình đó mà những đứa không có cái đầu tổ chức là phiền não chết luôn á. Chứ bị biết, trời ơi không có giỡn đâu. Nếu như những đứa tổ chức chương trình khiếm thị mà dè dặt từng chút rồi cho người mù không cho người sáng mắt, cho người nghèo không cho cái người mà nhìn thấy có điều kiện này kia, đi nhìn từng người á, thì quý vị coi cái chương trình này, cái người tổ chức á, đưa ra và cái người ở dưới tay mình cái như là phiền não chết. Quý vị coi bây giờ có những người ta đưa tay ra nói không, khỏe sáng mắt không cho, để quý vị thấy có nạn chưa. Nên chương trình khiếm thị này là những đứa nhận thức rất là sâu sắc. Ngày đó là ngày gì? Buông xả sang tham. Giàu sang mà tham, buông xả. Nên ngày đó là ngày cơ hội để buông. Nên đã buông rồi thì buông luôn, không có kéo dòng do tam quắc. Tùy cái người ngồi trong đó, người nào có phước nhiều hưởng nhiều, phước ít hưởng ít kệ họ. Còn cái chuyện chúng ta buông là buông, như vậy thì ngày đó vô cùng là tự tại. Thấy không? Trời ơi, quý vị biết rằng trong Phật pháp này làm phiền não dữ lắm chứ không giỡn đâu trời. Nó công đức cũng có đâu, không có công đức quý vị ơi. Chúng ta làm không có công đức đâu. Phần nhiều chúng ta là tu Phật không có ai làm ra công đức chứ. Những đức nói quý vị chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mới có công đức thôi. Chỉ có câu Phật hiệu mới có công đức thôi. Còn nếu như quý vị muốn xây chùa mà có công đức á, là quý vị đã xây rồi, quý vị đừng có quan niệm chùa này sau này vào tay ai chứ. Đã xây gọi là xây, còn duyên người nào là duyên của người đó. Thì quý vị có công đức thật sự là do tâm thanh tịnh. Còn nếu đã xây rồi mà cực khổ xây, xây xong phải kiếm người, phải nhìn nhận người, phải từng chút, phải đặt vấn đề nặng nề vô cùng thì không có công đức. Tại vì xây xong dính luôn rồi, đâu có công đức đâu. Nên làm sao mà có công đức là cái tâm của mình nó không bợn dính vô thì có công đức. Chúng ta bằng nhiều không có công đức đâu. Nên cái công đức thật sự nhất chỉ có niệm Phật à. Niệm Phật là công đức. Vì sao? Vì niệm Phật là niệm bổn nguyện của Phật. Tâm chúng ta không thanh tịnh nhưng danh hiệu Phật là thanh tịnh, nên chúng ta niệm danh hiệu Phật là công đức. Nhớ nghe, niệm một danh hiệu Phật là công đức. Tuyệt vời nhất là nhớ Phật, niệm Phật là công đức. Cái chỗ nương tựa bình an nhất của chúng ta là gì? Nương một bổn nguyện của Phật và hoàn toàn tin Phật. Tin Phật đến mức mà tan nhà mất mạng cũng tin Phật. Đừng có nói là phơ phớ mới tin Phật nha. Tan nhà mất mạng cũng tin Phật. Nếu không tan nhà mất mạng ở thế gian thì chúng ta phải chịu cái khổ trong tam đồ ác đạo. Nên chúng ta khi gặp chuyện trong cuộc đời này, tan nhà mất mạng, tan chùa mất mạng, tan chúng mất mạng, chúng ta cũng phải trả. Vì sao? Trả ta bà khỏi trả tam đồ. Nhớ đó nghe quý vị. Nên từ nơi đó, những cái gì những đức nói trước tất cả cho quý vị nghe, sau này khi gặp sự cố quý vị nhẹ nhàng vô cùng. Kinh nghiệm của cuộc đời tu những đức là đi qua 2-3 người nổi tiếng, thấy ra
Phần nhiều ai nổi tiếng cũng muốn bòi cái chuyện gì, người ta phải lao đến họ. Nhân đức thì không làm điều này, mà nhân đức muốn phân tán lực lượng. Nhân đức muốn cho quý vị làm sao mỗi gia đình quý vị là chùa. Quý vị nghe nhân đức nói cái câu là mùa dịch, dịch bệnh là một cái góc độ cực kỳ sâu đối với người tu chúng ta. Quý vị nhìn nhận đi, phải là đối với người tu chúng ta mùa dịch là sâu sắc không? Quý vị trong đây cũng quen nhiều thầy bà đúng không? Rồi cái mùa dịch đó, thầy ơi con đến chùa một chút được không thầy? Không con được đâu. Thầy ơi thầy có cái pháp gì chỉ dạy con không thầy? Thầy lo thầy chưa xong con ơi. Nó trong cái mùa dịch bệnh thôi, quý vị thấy rằng rõ ràng tự đúc đúc mà đi không? Phải tự đúc đúc mà đi chưa? Nếu như có cái người nào mà khuyên quý vị mà gầy dựng với vị niệm Phật thì còn có thể. Nhưng quý vị thấy cái mùa dịch bệnh nó tìm được mấy người không? Đã nhìn ra được rồi thì mỗi một người chúng ta gầy dựng cái lúc nào là quan trọng nhất? Bản thân mình là quan trọng nhất. Bản thân mình tiếp nhận Phật pháp và tu học làm sao chính bản thân mình mỗi lúc mỗi nơi phải tu được, ở vị trí nào cũng tu được. Vì trong cái cuộc đời này nó có sự xoay chuyển, xoay chuyển lúc này lúc khác, lúc thịnh lúc suy. Nếu như chúng ta đặt vào cái vật chất thế gian là chùa chiền hay là con người nào đó mà quên mình, vậy thì một ngày nào quý vị hụt hẳn đó. Hụt hẳn đó chứ không phải giỡn đâu nghe chợ. Tại vì người thế gian vẫn còn làm sai, vẫn còn làm bậy. Dù trước mắt quý vị thấy họ rất dữ dằn, nói gì tu hành ghê gớm, nhưng ai biết được mai mốt họ thay đổi tính tình. Không lẽ chúng ta ngã ngửa nghỉ tu? Không. Ai như thế nào là kệ người ta, còn ta nhất định phải tu, ta phải tu. Đó, nên cái tâm mà tu như vậy thì quý vị ở đâu mà tu không được. Còn ngày chủ nhật đủ duyên như vậy thì về tu tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi. Về kết duyên trong thời điểm thuận tiện, đúng không? Còn mai mốt ví dụ như không thuận tiện rồi sao? Không thuận tiện thì ở nhà tu, chứ có gì đâu. Bây giờ mạng truyền thông phát triển mà, chúng ta ở đâu cũng nghe pháp tu được mà, đúng không? Và nghe hết trơn rồi thì bây giờ đến lúc phải hành trì thử đi. Còn bây giờ thuận duyên thì chúng ta gặp nhau tuyệt vời. Nên những đức nói những điều này là nói trước khi mà cái nơi quá đông người. Những đức nói cái gì cũng vậy chứ, nó lên cao đến mức tột đỉnh thì nó phải hạ cánh nè, hiểu không? Con người mình đừng bao giờ chấp cái mà lên cao rồi mình đứng mình phất cờ, hiểu không? Chúng ta lên cao được, chúng ta đi xuống lại quý vị thấy mới mát mẻ. Đi xuống lại thì mới thấy được cái đi lên có kinh nghiệm của đi lên, đi xuống có kinh nghiệm của đi xuống. Chúng ta đừng bao giờ đi lên cao mà muốn mình mãi mãi ở trên đó, trên cao, trên đó đi phất cờ. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Quý vị nghĩ như vậy cũng có người đốn quý vị rớt xuống à. Cho quý vị biết, con người đi lên cao được mà đi xuống được, con người này mới hay, nó mới đặc biệt, nghe không? Nên từ nơi đó, nhất là những cái chỗ đông người gì nè, là cái tầm ngắm của nhiều người nhìn nhận đó, mình là phàm phu làm gì không có cái điểm mà bị người ta bắt bài. Dù quý vị có khéo cỡ nào thì cũng bị bắt bài, sớm muộn cũng dính à, hiểu không? Cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Ai bắt thì bắt kệ, còn ta mỗi ngày cứ vui. Quý vị biết rằng cuộc đời con người cứ lo trước lo sau mà tới chết không làm được gì. Tất cả những người làm việc lớn lao trong cuộc đời này, nếu cái gì cũng lo trước lo sau, lo được lo mắc cả đời không làm được gì cả, hiểu không? Làm được thì cứ làm đi. Giống như quý vị biết rằng những đức ở trên Đà Lạt 5 năm giữ chùa, vậy mà phần nhiều người ta vô chùa người ta gặp những đức không à. Lạ thay, những đức ở trong chùa mà làm được nhiều việc lắm nghe. Vậy đó mà cuối cùng 5 năm xứng đáng, thấy chưa? Xuống đây bây giờ 8 năm chờ, phần nhiều bị vô chùa gặp những đức không à. Nên những đức cái duyên với con người nó dày vô cùng. Vì những đức có cơ hội lo cho con người, và con người với những đức gặp nhau, nên cái duyên giữa hai bên nó đối đáp với nhau. Nên duyên với những đức với con người rất là dày. Và những đức phát một cái tâm rằng những đức cả đời thích kết duyên với con người, và thích chồng duyên ngay con người. Nên những đức đã có tâm này nên duyên với con người rất là dày. Có rất là nhiều người, người ta gặp những đức đi ngang, người ta chỉ như nè, ok kìa kìa kìa, ông đó đó, ông trẻ vậy đó, ông là chủ trì chùa đó nghe. Trời trời, một mình ông mà chủ trì mấy cái ngôi chùa lớn lớn không có trời trời. Cái ông này đó mà ông giỏi dữ, chắc là Bồ Tát xuống thế gian hay sao mà. Mình nói ê.
người ta đến thế gian, cái thắt lát đến thế gian thì có chùa của người ta không đó, trời là trời, có tiếng có miếng, hiểu không? Mà thật sự người ta đi đến đây người ta gặp Nhân Đức không à, quý vị nghĩ đi, lúc nào đến cũng gặp cái mặt Nhân Đức không à. Nói quý vị, quý vị coi chùa thì không phải của Nhân Đức mà cũng không xây luôn nữa, chùa người ta xây không mà Nhân Đức có xây đâu. Đó, quý vị coi thấy không? Nên có rất là nhiều người hiểu lầm, người ta nghĩ Nhân Đức là chủ trì chùa, không phải chủ trì mà gương mặt lì thì được. Ở đâu thì lì mặt ở đó, hiểu không? Nó nên từ nơi đó không phải chùa mình mà giống như là làm như chùa mình vậy đó, đi đến đâu cũng nhìn mà chùa người ta, mà đi đến đâu nhìn cái chùa chỗ nào sao y gan là chùa mình vậy đó. Rồi thấy cái gì dơ quét dọn sạch sẽ nghe, chùa hư sửa nghe, quạt hư sửa nghe, đèn hư sửa nghe, nghĩa là y gan chùa mình vậy đó. Nhưng thật sự thì không phải chùa mình, có nghĩa là cả đời là người ta tạo ra cho mình được quyền sử dụng. Được quyền sử dụng thì trước nhất Nhân Đức đi tu hơn 13 năm nay, 14 năm gì đó, mà Nhân Đức thấy toàn là cái duyên Nhân Đức vậy không à. Giống như Nhân Đức ở trên Đà Lạt mà đi xuống đây thì Nhân Đức có biết gì ở đây đâu, Nhân Đức nói hoài mà. Ý muốn nói câu này cho quý vị nghe, để cái cuộc đời của người mình á, quý vị có thật lòng sống của ngày hôm nay đi. Nên Phật mới nói một câu rằng á, an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Cái tâm mà an vui của cái hiện tại là ngày nay nè, chứ không phải là ngày mai. Ngày mai chưa đến làm sao mà ngày mai được. Vui là vui của ngày nay nè, ngày nay đang ngồi ở đây nè, đúng không? Đang ngồi ở đây là thấy vui rồi đúng quý vị. Dù là ngồi mà ngủ gục cũng vui nữa. Tôi cầu kìa, có nói cầu công nhận. Ở nhà thầy ở thầy gì đâu mà nó khó ngủ thì ghê, mà sao mà đi vô chùa ngày chủ nhật gì đâu mà thầy nói chuyện ầm ầm vậy đó mà cũng buồn ngủ nữa. Nó ngủ ngon lành, nó ngủ gì đâu mà say sưa. Nói vậy là cũng tốt, cô đến chùa là cô cảm thấy yên tâm đúng không cô? Nó là đúng rồi thầy, ngày chủ nhật con vô con có lo tiền bạc hoặc chắc cái thầy ơi. Nhưng mà chiều đi về cái là tự nhiên bắt tay vô việc nữa à. Nên á, mà khi nghe thầy giảng ầm ầm vậy mà dưới ngồi cũng ngon lành. Thiệt bởi vì từng nào con cũng phải đến. Thấy chưa? Thì biết rằng là cái quang minh phổ chiếu là dù cái người ngủ nó cũng cảm giác được ảo ảo một chút. Còn nếu như mình tiếp nhận thì nó lồng thẳng vào tâm. Còn nếu như mà mình đóng tâm lại thì nó ảo ảo mát được bên ngoài. Hiểu không? Nên thí dụ như cầm cái quạt mà quạt thì nó mát bên ngoài. Còn nếu như tâm con người mình mà mát thì nó phát từ tâm nó phát ra. Nên con người mình dù bên ngoài có nóng nhưng mà tâm nó mát á, thì con người nó vẫn cảm giác sảng khoái. Nhưng con người bên ngoài mà quý vị cầm quạt quạt sạch 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 á, nhưng mà tâm nó đã nóng rồi là càng quạt nó càng thấy bực bội, sạch 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 sạch, bực bội, sạch 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 sạch, bực bội. Tại vì sao? Vì tâm nó bực bội ngay chỗ này nè, hiểu không? Nên mình là người tu đạo làm sao nó cởi mở trong đây nó ra. Hiểu không? Ví dụ như ngày chủ nhật mà quý vị đến đây, những đức khuyên quý vị nghe. Bây giờ buồn giận người ta, quý vị thấy mình có sung sướng gì không? Không. Buồn giận người ta mình không có sung sướng gì. Ví dụ như bây giờ vợ chồng đến với nhau thương nhau, còn vợ chồng không còn ở bên nhau nữa, gặp nhau bây giờ mình biết tu rồi đúng không? Mình gặp nhau, chào anh, dạo này khỏe không? Làm ăn sao? Xe cộ được không? Mình hỏi han vài tiếng, nó có gì đâu, hiểu không? Còn mình là đàn ông, mình ra lăng, mình gặp người vợ cũ, hiểu không? Mình gặp cái chào em, lúc này buôn bán được không? Làm nghề nghiệp sao rồi? Mấy đứa con khỏe hả em? Bây giờ dù ngày xưa mình là vợ chồng, bây giờ không còn duyên là vợ chồng, nhưng cũng là bạn em à. Em à. Hiểu không? Có nghĩa là nhớ nè, cái người đàn ông thì phải ra lăng trước người phụ nữ, đừng có trông chờ người phụ nữ. Người xưa đã nói cái câu á, đàn ông tâm phải rộng, thấy không? Đàn bà tâm phải hẹp. Thì bị biết cái này gọi là nghiệp duyên, hiểu không? Bây giờ mình là tu rồi mình cởi mở ra, đàn ông tâm phải rộng, đàn bà tâm phải mở, hiểu không? Bên rộng bên mở, hiểu không? Còn nếu không tu thì đàn bà tâm phải hẹp, là không có chịu chia chác cái gì cho ai hết, hẹp đó, hiểu không? Bây giờ mình phải mở tâm lượng ra. Mở rộng tâm lượng ra, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Nên bây giờ tất cả mấy cô mấy chú ở đây,
hay khắp nơi nơi nghe được buổi chia sẻ này. Có duyên đến nhau cũng tốt, hết duyên xa nhau cũng vui. Vì sao? Duyên đến thì mừng mà duyên hết thì thôi. Chứ đừng có mang thêm cái tâm bực bội khó chịu chi trong lòng. Thí dụ như bây giờ mình không vừa lòng họ khi xa họ là mình với họ nó còn có vấn đề, nó còn cái dính. Một là dính thương, hai là dính ghét, cũng đều dính hết trơn á, hiểu không? Ngày xưa thì ở bên nhau thì dính thương, bây giờ thì xa nhau lại dính ghét. Mà dính ghét cũng nặng nề, mà dính thương thì cũng bị chấp nhất khổ, hiểu không? Nên thôi bây giờ chúng ta nghe đạo, chúng ta có duyên đến mà hết duyên thì xa, thì chúng ta cũng còn tình bạn. Làm sao một người đàn ông phải cỡ mở ra, dù cỡ nào đi chăng nữa cũng là có duyên với nhau. Nên tất cả các ông đàn ông nhớ, con người đàn ông phải cỡ mở nhạy bén, nhanh lẹ. Con người mà cỡ mở nhanh trước thì chúng ta nhẹ nhàng trước. Còn nếu chúng ta để nó nặng nề lâu thì chúng ta khổ lâu trong cuộc đời mình. Quý vị nhớ, mình học Phật đừng có dạy khờ. Mình đã dạy khờ lâu rồi, mình đừng bây giờ đừng có dạy nữa. Bực bội ai mà không có, tức tối ai mà không có. Nhưng mà chút mình suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại những điều này nó có lợi ích gì cho mình không, hay nó làm cho mình phải tạo thêm nghiệp và thân thể còn bị bệnh thêm nữa, hiểu không? Đó, thí dụ như bây giờ ngày xưa mình ghét một con người nào đó, nó gặp mình một cái là nó làm cho mình ghét thêm. Nhưng bây giờ mình biết tu, mình biết niệm Phật rồi, nó làm trước mặt mình cái gì mình cũng cảm thấy không có ghét, mình thấy tội nghiệp nó, mình mắc cười, thấy tội nghiệp, hiểu không? Làm được như vậy là tu đó. Những điều nói đơn giản vậy thôi mà từng nào cũng nói đó. Vì mà về nhà không biết làm được nhiêu, không biết nữa, hiểu không? Có nghĩa là từng nào về đây cũng ôn bài thôi à, cứ ôn bài hoài vậy đó. Đó, nên nhiêu thôi. Nhưng mà những đức thấy thì quý vị có kết quả đó, tu với có kết quả đó. Thấy gương mặt ai cũng thấy thoải mái, thấy vui phần nhiều. Thấy quay phim nên thấy ai cũng đẹp, đẹp hơn ngày xưa. Đúng ra bây giờ nó còn xấu ngày xưa, mà bây giờ nó đẹp hơn ngày xưa là thấy cũng được rồi, đúng không? Nó nên thấy sáng sủa là được rồi đó. Nhưng quý vị biết rằng cái tâm con người mà nó thoải mái là người nó trắng liền à. Quý vị bây giờ nước da có đen có ngâm cỡ nào vậy chứ, nhưng quý vị mà tâm thoải mái từ từ nó trắng lên à. Còn quý vị mà trắng á, mà quý vị bực bội với nó đen thui. Ờ, không có giỡn đâu quý vị, bực bội đi cái mặt đen thui à. Tại vì sao? Nó đốt những cái tế bào bên cơ thể mình thành xấu hết trơn, nên mặt đen thui. Quý vị coi ngày xưa như đứa đen thui mà giết từ từ như đứa còn trắng nè, thấy không? Giết từ từ trắng lại á, giỡn đâu. Đó, nhưng mà hay lắm nha, một câu vật hiệu này hay lắm, đeo cái máy niệm Phật giết á, tự nhiên cơ thể của mình mụn giọt rồi tự nhiên mà lặn tiêu chừng. Ngày xưa ngoài đời mà trời ơi, ăn mặn uống rượu long quen bắt biến rồi lát xì ke gì tùm lum tùm la. Vậy mà bây giờ niệm Phật giết cơ thể sạch sẽ luôn á trời. Niệm Phật để máy niệm Phật trong người giết cơ thể sạch sẽ luôn á. À, mà ngày xưa mồ hôi hôi dữ lắm nghe. Trời ơi, đi đến gần ai là hôi nách dữ lắm, trời ơi trời. À, vậy đó mà giết rồi sao mà niệm Phật ăn chay giết sao nó đỡ. Ồ, nó nên quý vị biết rằng bây giờ quý vị nghĩ đi, mình mà hôi nách quá mình đi gần người ta mình cũng cảm thấy mình mất tự tin nữa, đúng không? Nó mình mua đồ mình xức vô, mà xức vô thì nó bán mũi thành khét. Chỉ có cái cách đặc biệt nhất là giải tâm thôi à. Quý vị biết cái tâm mà nó sân si nó hôi dữ lắm. Quý vị để ý ai mà ăn nhậu ăn thịt thà đồ nhiều đi, mà sát sanh hại vật đồ nhiều đi, mùa hôi nó hôi ghê lắm quý vị ơi. Nó hôi kinh khủng lắm. Nên cũng tội nghiệp mấy bà đàn bà, có khi mày lấy nhầm chồng mà nó nhậu nhẹt mà nó dơ giấy rồi bây giờ cũng phải sống với nó chứ sao giờ chồng. Cái kiểu như có nhà thằng mà nó dơ quá mà nó ngủ nó không chịu đánh răng vậy chứ, mà chậu là chậu nó ăn xong nhậu nhẹt xong mà răng gì dính thịt thà lên mà nó về nó hung mình. Nó đè nó hung mà trời trời, nó đè nó hung nó cắn mình, nó làm tùm lum tùm la vậy mà chịu không nổi, mình mới gán chịu. Mình xô ra thì nó quýnh, nó nói giờ mày muốn cái gì, mày không thương tao nữa hả? Nó quýnh thì sao? Trời trời thào, giờ mình để cho nó hung đại một chút đi mà đỡ khỏi bị đánh. Nên đúng là đàn bà cũng tội nghiệp, mấy không càng suy nghĩ thấy tội nghiệp đàn bà nghe. Bởi vì mình có vợ mình cũng phải sạch sẽ một chút để cho người ta thấy nó được, chứ đừng có để dơ giấy quá cũng tội nghiệp người ta, mấy ông không? Hiểu không? Nên quý vị biết đó nghe, ăn chay niệm Phật nó làm cho cơ thể của người mình thay đổi từ từ. Nhận đức thấy thay đổi 100% luôn á. Nó thay đổi rõ ràng luôn á. Nhận đức càng ngày càng lớn tuổi mà da thịt như đức càng ngày nó càng mềm.
nó không phải là cứng nhắc như ngày xưa trời. À thì ra là có mỡ. Hiểu không? Có nghĩa là gì? Cái tâm trạng con người mình nó vui, nên tự nhiên cơ thể của mình những cái tế bào thay đổi lên hết luôn. Từ xấu từ từ tốt, tốt lại từ từ luôn quý vị. À, nó rõ ràng luôn á. Không lẽ cơ thể mình không biết? Nó ngày xưa cơ thể con người mình ai mà hôi thơm như mình không biết chợ. Nhưng mà phần nhiều chúng ta ai cũng hôi, nhưng mà có những người nó hôi quá đáng thôi. Nó hôi ác, nó hôi ghê lắm, hôi muốn xỉu vậy đó. Có cái bà kêu nói trời ơi, hồi xưa tại thầy con mới có chồng mà thằng chồng của con nó hôi hám lắm thầy ơi thầy. Mà bây giờ lỡ lấy rồi chứ hồi xưa mà mới đến với nhau mà mình đâu có biết đâu thầy, ngày xưa kiểu mà cha mẹ đặt để á thầy. Thì đặt sao ngồi vậy? Trời ơi, cưới về mới biết cái thằng chồng mình sao mà nó hôi vậy đó, nó hôi như chuột chết vậy. Hôi thấy ghê thiệt chứ, vậy mà lỡ lấy rồi sao bây giờ thầy? Ban đầu thì chịu cũng không nổi thầy mà gắng chịu. Vậy mà từ từ sao cũng quen thầy ơi. Đúng là ghê thiệt ha, bởi vì cái câu người ta nói liêu thiêu quen chồng, vợ chồng quen hơ. Quen hơ quý vị ơi. À, mà nó quen cái hơ đó rồi, mai mốt không có cái hơ nó chịu không nổi đó trời. Nó không có giỡn đâu. Nó nên từ nơi đó mình nếu khi mình nói trời trời bà sao bà ghê quá, chồng bà sao mà nó hôi thấy ghê, hôi nắp thấy sợ thì mà sao bà sống gần mà chịu nổi đâu. Không, nó hôi mùi đàn ông á, thơm đàn ông chứ đâu phải là hôi gì, đúng không? Nó lạ vậy đó. Nhưng mà thôi, cái ở thế gian này hôi thơm gì thì nó cũng sớm muộn gì nó cũng mất tiếp rồi, không có còn tồn tại đâu. Bây giờ quý vị nên chọn cái thơm ở thế giới cực lạc á. Cái thơm ở thế giới cực lạc là nó tuyệt vời lắm. Nếu như quý vị mà nghĩ cái thế giới cực lạc là một cái thế quốc độ tuyệt vời, quý vị muốn về đó. Mà bây giờ ở cõi này quý vị có khổ cỡ nào mà quý vị nghĩ ngồi suy nghĩ cái thôi. Tương lai mình sẽ về thế giới cực lạc, mình là bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc ha, rồi thăng nữ này không còn nữa, mình là tướng trưởng phú 32 tướng 80 vẻ đẹp ha, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thăng như Phật A Di Đà ha. Rồi mỗi buổi sáng mà đi du lịch thì trong một niệm là cái vèo đi mười phương khắp pháp giới, mà đem những chăn bảo đi cúng dường Phật thiệt, đến đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni là cúng dường chăn bảo thiệt, rồi ngài thuyết pháp cho mình nghe trực tiếp nghe thiệt luôn, rồi bắt đầu một niệm đó thôi mà đi nhiều vậy đó ha, đi quá trời đi luôn mà bay không, ồ bay vèo 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 bay vậy đó. Cái cảm giác đó mình nghĩ ngợi tới ngày đó đó nghe, rồi cái cảnh giới mình đang chịu đây tự nhiên mình vui chả. Tại vì mình nghĩ cái chả ở thế gian này nó mau quá, mấy chục năm. Bây giờ quý vị coi như chúng ta nè, năm 17, 18 tuổi, bây giờ 41 tuổi rồi nè, quý vị thấy thời gian mau chưa? Rồi lây quay 50, 60 bây giờ ha. Nên như vậy thì cuộc đời con người nó mỗi ngày qua đi là chúng ta cặn kề gần với phần mộ rõ ràng. Rồi nhiều người trong đây quý vị coi mình 60 tuổi rồi đúng không quý vị? Nó, mình thấy không? Nhớ hôm nào là một người con gái trẻ trung mà bây giờ già đó, thấy chưa? Rồi nhớ hôm nào cười 32 cái răng trắng tươi, bây giờ cười còn cái đú răng không? Nó thấy chưa? Bây giờ cái ngày tháng đi qua bị coi có nhiều người chúng ta bây giờ súng răng trồng răng tùm lum, đúng không? Đó, rồi mặt mày thì chỗ đầu mồi, rồi thấy da mặt thì già đi rồi, đúng không? Nói với vị coi bây giờ soi gương đi, soi gương đi, rồi mình nói ô đúng là cuộc đời vô thường, thầy ông nói vô thường thiệt. Nên bây giờ mình nghĩ thế giới cực lạc đi. Tại vì một ngày nào mình ra đi, mình có điểm quay về cho nó đặc biệt, cho tốt đẹp hơn. Nếu như mỗi ngày quý vị nuôi được cái tâm đó thì thôi nó đặc biệt quá trời ơi. Những đức mà sống được ở đây cũng là nuôi cái tâm đó mà sống được. Có nhiều người nói ủa sao thầy giỏi vậy mà nuôi được người ta đông như vậy. Chỉ muốn gì cực lạc thôi mà làm được. Chỉ có cái hoài bão là gì cực lạc thôi mà làm được những cái chuyện ở thế gian này. Nên những đức nói quý vị chỉ cần có hoài bão lớn thì làm được việc lớn ở thế gian. Nhưng mà làm được cũng đừng nên chấp việc nghe. Chấp cũng sanh phiền não á, chứ không giỡn đâu. Đó, nếu mình có duyên chúng sanh có phước thì mình cứ làm đi. Còn khi mình hết duyên chúng sanh hết phước thì chịu thua, nghĩ là lo niệm Phật thôi là được rồi ha. Nó nên những bài chia sẻ này là nhắc nhở gì vô thường đặc biệt lắm. Có những tuần thì thôi chúng ta cười ngã nghiêng ngã ngửa, đúng không? Có những tuần thì chúng ta cũng phải lắng động tâm lại chút xíu quý vị. Bây giờ chúng ta mà gặp nhau gì cũng là duyên đặc biệt lắm, nên trân quý. Có khi một ngày nào khi chúng ta không gặp nhau gì đâu quý vị ơi, chứ không giỡn đâu trời. Nó cuộc đời này vô thường lắm, cái gì như thế cũng nói trước nha. Đến cũng không báo trước, mà đi thì cũng không báo trước đâu, hiểu không? Nên chúng ta đến thì cũng tốt, mà đi bất tử cũng tốt. Nhớ đó,
Nên từ nơi đó trong cái cuộc đời này á, ở đâu cũng hướng về nhau. Hướng đi đâu? Hướng về cực lạc. Là tuyệt vời nhất rồi. Nó thành bại trong cuộc đời này là tự nhiên thôi, bình thường, có gì đâu. Đó, nên ở đâu thì Như Đức cũng chia sẻ tịnh độ à. Như Đức ở đâu cũng là hai bài giảng đó đó. Nó cả đời ở đâu cũng hai bài giảng vậy đó. Tại vì sao? Vì hai bài giảng này tuyệt vời. Tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Ngày nào cũng nhắc mình tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đó, nên có nhiều người phụ nữ ở đây mang nghiệp phá thai. Bây giờ biết Phật pháp rồi trong lòng cũng sợ hãi lắm chứ giỡn đâu chợ. Mà Như Đức gặp nhiều cô quá thai rồi bệnh đau lắm mấy vị ơi, yếu lắm. Nên mấy nhỏ gái vô chùa học lớp đệ tử quy rồi tối Như Đức nói các con đừng có dạy. Để mà đi phá thai rồi khổ lắm đó nghe con ơi. Chứ không phải cái chuyện phá thai là cái chuyện đơn giản đâu, cái chuyện phá thai là chuyện giết người đó con. Mình phải dạy nó mấy vị ơi, phải dạy. Nên hồi sáng có mấy đứa bé đến nó chào Như Đức, nó nói thầy ơi, con cảm ơn thầy. Nhưng bữa nay con đi về rồi, ở đây tháng mấy à. Từ khi con vô đây tới giờ con mới nghe thầy dạy có những cái mà con chưa từng nghe. Nên con cảm ơn thầy lắm, bây giờ con biết rồi, ít gì con sống có tệ đâu thầy ơi. Nên con cảm ơn thầy, con cố gắng con sống cho thật là tốt. Con về con sửa đổi lỗi lầm. Không mà mình có duyên với mấy đứa nhỏ nghe vị, chắc là mình thương nó hay sao á. Nói nghe nghe à, nói nít mà cũng ngồi nghe nữa. 4-5 tuổi mà ngồi nghe ríu à. Có đứa 4-5 tuổi mà gặp Như Đức nói chuyện nó ngồi làm nè. Ngộ ghê. Rõ ràng nghe quý vị, kết thiện duyên. Kết thiện duyên. Nên mình là người học Phật ở trong gia đình, mình là người dễ tính, người ta thương mình lắm. Nhớ nghe mấy bà, học Phật mà khó tính không ai thương mấy bà đâu. Hiểu chưa? Mình học Phật là mình vừa cười nhiều, mình vừa dễ tính nè, mình vừa rộng rãi nè. Tiền bạc là để xài mà. Cái rộng rãi cho người thắng nó xài đi. Mình cho nó xài rồi xong mình có thiếu tiền đâu, đừng có sợ. Nó xài hết không có tiền lấy đâu xài nữa. Hiểu không? Mình bo bo mình giữ cho nó mà nó ghét mình có được lợi ích gì đâu. Đúng không? Nó bây giờ con nó đến nó đòi nợ mà nó không, nó đòi nợ nên nó mới đòi tiền đó. Chứ nó không đòi nợ sao nó đến đòi tiền mình. Cái đứa mà nó không đòi nợ quý vị có cho tiền nó cũng không lấy nữa. 100% quý vị cho nó cũng không lấy nữa. Còn cái đứa mà nó hỏi quý vị là nó đang đòi nợ quý vị đó. Ban đầu con nợ này đến hỏi đó còn vui đó nghe. Nhưng quý vị không đưa cho nó là nó cài tủ á. Cài tủ đó. Quý vị coi báo á, đăng á, rồi quý vị coi thời sự, quý vị coi có là có cái việc mà con mà nó dám giết cha mẹ lấy tiền không? Có đó. Đó là vì sao? Vì mình muốn giữ cho nó mà nó giết mình. Nên con nợ nó đến đầu tiên thì nó còn vui ban đầu là mẹ cho con tiền mua này đi mẹ. Ba cho con tiền mua này đi ba. Mà nó không. Đừng có xin tao nữa nghe. Bắt đầu là nó hơi ác cảm với mình rồi đó nghe. Tiền để đó xin không cho. Đi làm đi, tao nhà tao cậy cửa nè. Làm gì tao? Đúng không? Bắt đầu nó xử nặng tay. Tại vì nó là mục tiêu đến đây để đòi nợ. Nên trả đi, đưa hết cho nó đi. Của mày đó, tao đưa hết rồi đó, sau này mày khổ gắng chịu đi. Tao bây giờ tao tu rồi, có gì tao lên chùa ở với thầy Nhân Đức. Đúng không? Tao đưa cho mày hết á. Mày đòi hoài à. Cha mẹ làm cực khổ mà cứ đòi hoài cũng để lại cho mày thôi. Sau này mày đàng hoàng thì tao để lại cho mày hết. Nhưng mày không nghe tao thôi, bây giờ mày muốn lấy mày lấy đi. Tao không có giữ gìn nặng nề nữa đâu. Vậy đó mà nó đi xài xong nó gì nó thấy tội nghiệp mình. Nó lạ tay là thấy tội nghiệp mình. Chính Nhân Đức thương chúng rõ ràng, chúng ai cũng thương Nhân Đức nè. Cái này là xác thực 100% luôn á. Mấy vị biết Nhân Đức xài tiền cho chúng biết bao nhiêu mà nói chưa? Không tưởng tượng được luôn á quý vị à. Quý vị biết con nít con người ta về mà quý vị biết Nhân Đức mà dẫn nó đi mua đồ cho nó ăn thôi mà quý vị biết Nhân Đức mua là Nhân Đức bỏ tiền nhiều lắm á, không có giỡn đâu. Nhiều lắm á. Một lần Nhân Đức mua đồ ăn cho nó ăn là Nhân Đức mua, có khi Nhân Đức mua sầu riêng nó ăn mà khi 100 mấy 200 đứa nó ăn á. Mà nó ăn dữ lắm chứ không có giỡn đâu quý vị. Hồi hôm con nít nó ăn dữ lắm. Rồi mua nho Mỹ là Nhân Đức mua nho xịn nho Mỹ cho nó ăn á. Lần dữ dĩ vậy nè. Mà nó ăn xong nó kêu đem ra thêm như thầy. Thì coi đó, nên nó thương Nhân Đức là do Nhân Đức cho nó ăn á. Nhân Đức tin lời Phật dạy. Phật dạy là bố thí nhiếp mà. Quý vị muốn nhiếp thọ người ta thì quý vị phải lo cho người ta. Nó bây giờ quý vị muốn độ ông chồng không? Muốn, lo cho ông chồng đi. Lo hết lòng hết dạ luôn, lo hơn ngày xưa chưa học Phật nữa. Chịu còn hơn ngày xưa chưa học Phật nữa. Ngày xưa chưa học Phật thì chịu ít. Nhưng bây giờ học Phật rồi chịu nhiều.
vì muốn trả nợ đốn xả luôn, tiêu sạch nghiệp luôn, đúng không? Ngày xưa trả lề rề trả lâu quá đúng không, bây giờ xả xả. Anh muốn gì nói đi, muốn sao nói đi, chiều hết luôn đúng không? Hỏi trời giờ sao mà bà học Phật giết mà sao dễ thương dữ vậy, xả. Giờ muốn về cực lạc rồi xả hết, chịu đựng hết sao cũng được chứ, đúng không? Dễ tính nữa, vui vẻ nữa, quan hỷ nữa, hiểu không? Đó, lâu lâu dẫn mà đi đám cưới hay đi đám tiệc gì dọn bóc đẹp lên để làm chi, đi cho nó nở mặt nở mày chơi, rồi xong trở về nhà trở lại bình thường của mình, đi chùa chiền tu hành bình thường. Còn lâu lâu chồng dẫn đi đâu dọn dẹp cho đàng hoàng lên. Đâu phải là tôi không biết dọn đâu, cho ông biết ha, biết dọn lắm á, là tại tôi không thích thôi, hiểu không? Tôi bây giờ tôi chỉ biết ông thôi, tôi còn nghĩ ngợi ai nữa, chứ dọn chỉ cho nó mệt. Nhưng đi với ông tôi dọn cho uy tín chút cho ông, hiểu không? Cho chồng gì nó thương mình cỡ nào trời, thì nó thương mình như vậy thì mình mới đem Phật pháp giới thiệu cho nó. Ông biết ngày xưa tôi không có được gì đâu mà nhờ thầy dạy tôi đó, tôi học Phật đó mà tôi được gì đó. Rồi đối với con cái thì quan hỷ hết, đứa con ngoan thì cũng được, đứa con không ngoan cũng được. Đã nói là vui trả mà, làm được đi rồi bị độ người ta cho thấy. Trong chùa này quý vị coi 1,000+ người, quý vị coi đa dạng bao nhiêu con người chưa? Tôi nói đây là tôi làm được á, làm hơn gấp 100 lần quý vị luôn á. Có những người mà tôi lo cho người ta xong người ta chửi tôi, người ta đi kìa, mà xong vài bữa người ta gần chết người ta quay lại người ta gặp kìa. Trời, bao nhiêu người trong thời gian tôi đi tu tôi gặp quá mà, lo nhiệt tình xong rồi ngày đi là họ chửi mình chập họ đi đó, họ tìm cách họ chửi mình họ bụp mình xong họ đi đó. Ôi, tôi gặp hoài cái chuyện này mà, già trẻ bé lớn ai tôi cũng gặp chuyện việc này xảy ra chứ, hiểu không? Có hết trơn. Nhưng mà mình hiểu rồi, trả nợ trả đi, trả phước cho rồi. Nhưng vài bữa thời gian sau quay lại, thầy ơi con xin sám hối với thầy, thầy ơi hồi xưa con không biết ơn, con đi mà con chửi thầy chập, vừa bước ra khỏi đường xe nó quất con một cái giờ con khổ quá thầy ơi, thầy giúp cho con đi thầy, thầy mà bỏ con không biết con đi về đâu phương chợ nào nữa thầy ơi. Nhưng Đức cứ nói ở đây là cái trạm tiếp dẫn mà, đúng không? Thích thì đến, không thích thì đi, thôi bây giờ thích thì đến đúng không, rồi vô đúng không nó thì vậy nó thoải mái không, nó thoải mái vô cùng. Mà có những người trong chùa cũng quậy lắm quý vị, quậy theo tôi luôn á, nói với đứa con nít vô chùa nó quậy hả, nó quậy lên bờ xuống ruộng luôn, bị nó chuyện dẫn chơi á trời. Nó gặp những đức thì nó ngán những đức lắm, này đức có nói nhiều nhưng mà nó sợ những đức á. Ừ, tại vì thương nó sợ. Nhưng mà thử đi quý vị, mà kênh với nó đi rồi quý vị sẽ biết à. À, con nít như đức thấy rõ ràng luôn, quý vị kênh nó đi, vì càng kênh nó càng quậy. Vì sao? Nó không có gì tình cảm với quý vị chứ, nó đã ghét rồi, nó không có nghĩ ngợi quý vị buồn đâu. Nhưng khi nó thương quý vị mà buồn cái đó là nó sợ. Đây là những đức rõ ràng, những đức thấy trong chùa, mà những đức mà buồn là cả chùa này buồn á, chứ quý vị biết á, thấy không? Những đức ngày chủ nhật buồn quý vị có buồn hay không, chứ những đức mà ở đây mà buồn là cả chùa này buồn nè. Những đức mà ngày nay buồn quý vị có buồn không? Hiểu không? Nên từ đó đó, nên từ đó quý vị biết rằng cái tình cảm đến với người ta là nói người ta mới nghe. Nên tất cả các ông các bà mà học Phật á, hãy đem Phật pháp để áp dụng cho cuộc sống. Phật pháp nó không phải là một cái điều mà chúng ta lý luận nó cao siêu gì đâu, mà Phật pháp là trong tầm tay chúng ta, mỗi người đều dối lấy được. Người lùn thì lấy được cái cách đó của mình, người lùn. Người cao thì lấy được cái cách của người cao. Mỗi một con người lùn hay cao, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, mạnh hay là bệnh đau, đều có thể lấy được Phật pháp trong tầm tay của mình luôn. Nên mới nói là đặc biệt từ bi, hiểu không? Nếu như Phật pháp mà có người không lấy được thì không có từ bi. Nhưng tại sao có nhiều người giảng Phật pháp người ta không lấy được? Thì vì sao? Vì người ta không áp dụng Phật pháp trong cuộc sống hàng ngày, mà mình lấy không có được. Nên Phật pháp ai cũng có thể lấy được, ai cũng sử dụng được. Đây là kho tàng quý giá nhất trong cuộc đời mình mà gặp được nè. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa nghe, Đức Phật nói này các con, các con gặp được Phật pháp mà trở thành kẻ cùng tử đi đầu này chỗ nọ để đi tìm kiếm vật chất châu báu. Chính trong tay các con đã có châu báu, như kẻ đang giấu vàng bạc trong người mà lại đi kiếm vàng bạc bên ngoài. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rõ ràng đúng không? Nên Đức Phật mới dùng cái phương tiện cho những người tham lam ở trong những căn nhà lửa tam giới,
không chịu ra. Đức Phật nói này, các con ra đây, ta sẽ cho những cái kho báu tuyệt vời, xe châu, xe nai, xe hu ra đây các con, ta cho. Xe đó là xe báu, mà phương tiện của chiếc xe như vậy. Nên Đức Phật kêu ra, Đức Phật cho. Nên mình là người học Phật, là chúng ta đã lãnh được một cái kho tàng quý giá, mà chúng ta lại đi làm kẻ cùng tử. Đây kẻ cùng tử thế gian nè, không làm được gì nè, một mình lo không xong nè. Vậy mà đi vô chùa bây giờ lo cho hơn 1.000 người kìa, đúng không? Đi đâu đâu, 14 năm học Phật chưa từng đi đâu. Có nhiều người hỏi như Đức biết Hà Nội không? Không. Biết chỗ đó không? Không. Từ mười mấy năm nay có đi đâu chơi không? Không luôn. Đi chơi ở đâu? Ở đây vui muốn chết mà đi đâu chơi? Vui mà muốn chết luôn á. Không. Những người miền Tây vui muốn chết luôn, có nghĩa là vui đến mức cực điểm. Hiểu không? Đã vui quá thì không muốn tìm chỗ nào đi chơi nữa hết trơn á. Đây những Đức quanh nào, quý vị thấy những Đức có đi đâu chơi không? Không. Những Đức có đi đến siêu thị hay đi đến chỗ nào chơi đi chăng nữa, những Đức cũng không vô đó. Những Đức chỉ là một phương tiện đi đưa người ta đi thôi. Như các cháu nhỏ, những Đức chở các cháu đi đến siêu thị hoài ha. Nhưng mà những Đức chưa từng vô siêu thị. Những Đức ngồi ngoài xe mình ngoài đó, ngồi mình đó niệm Phật chơi vậy đó. À, vậy mà nó vui, trời ơi, nó vui còn hơn đi vô siêu thị. Còn ngày xưa là đi chơi cái gì cũng mình muốn, mình là cầm tài đi vô chơi luôn không à, thì mình mới đi. Còn bây giờ học Phật rồi, đúng là Phật pháp tuyệt vời. Đúng là những Đức nói pháp vị thắng mọi vị. Chỉ cần có người hưởng được cái vị Phật pháp, quý vị có đi với chồng, đi với con, cười với họ, vui với họ, đều là phương tiện. Còn thật sự thì trong tâm của chúng ta là người học Phật, nơi nào là vui nhất, nơi nào chúng ta niệm Phật là nơi đó vui nhất, 100% luôn. Cảm giác được nè. Nên những Đức nói rằng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Những Đức cảm được một phần nhỏ trong cái câu đó đó, cảm được đó quý vị. Nên đối với mình về danh về lợi trong cuộc đời này, những Đức thấy nhẹ lắm. Tại vì sao? Hiểu rồi. Khi hiểu rồi là tâm lượng mở rộng liền à. Quý vị học Phật làm sao mà quý vị phải rộng rãi? Con nó xin tiền cho nó đi. Cô kia nói trời ơi tiền đâu mà cho thầy ơi thầy. Thì có thì cho nết, hiểu không? Nó đổi tính lại đi. Vậy đó nghe quý vị, mà trả con nợ đó xong rồi đó thì tiền nó đến. Nó lạ lắm. Quý vị mà giữ tiền đó là con quạ đến á. Quý vị coi có nhiều người giàu vô cùng mà con phá gia chi tử vô nhà đúng không? Mấy chục năm dành dụm tiền bạc nó phá trong vòng một năm sạch. Có không? Có con phá gia chi tử vô nhà phá không? Vì quý vị keo kiệt nên cuối cùng con nợ đến phá. Còn nếu nợ trả xong rồi ai đòi quý vị? Nợ trả xong rồi ai đòi? Trời ơi, mình làm cực khổ hả? Cực khổ vô cùng hả? Đẩy xe đi buôn bán hàng rong. Vậy mà chồng nó ngồi nó nhậu nhẹt, mà nó kêu đưa tiền đây mua rượu, đưa tiền đi mua bia. Mình nói trời ơi, chồng người ta mắc ham, chồng mình gì đâu mà nó mắc chán. Mắc chán vô cùng. Cái bà kia bà nói mày chán sao mày không bỏ nó đi. Mà bỏ không được nó, bà ơi bà. Chán thì chán vậy thôi chứ không có nói chịu không nổi là biết nợ rồi. Thấy chưa? Chán là chán vậy thôi mà không có nói chịu không nổi là con nợ. Học Phật phải hiểu đó là con nợ. Đã còn nợ rồi mà đi tham quan chi ạ? Thiếu nợ thì chả đi tham quan làm gì? Nó bán hàng rong, bán bắp nướng rồi, rồi ngồi dưới hè bán đồ. Mưa gió lạnh lẽo vậy mà nó kêu đưa tiền đây mua rượu. Nè anh, nè tiền nè anh, đi mua rượu đi anh. Hiểu không? Phải nói như vậy nghe. Bây giờ học Phật rồi nói như vậy đó. Chồng kêu đưa tiền đây. Nói anh tiền nè. Hiểu không? Con đến kêu mẹ đưa tiền cho con. Nè con tiền nè. Hiểu không? Nó phải như vậy đó. Còn khi mà hết tiền bị khỏe lắm. Hết tiền rất là khỏe nha. Hết tiền mà chồng nó nói đưa tiền đây. Nói không còn cắt nào. Không còn cắt nào sao đưa chợ. Bây giờ anh lục người em đi còn cắt nào mới sợ. Hiểu không? Còn cộng dây chuyền cưới này lấy đi. Chân luôn. Đúng không? Còn đôi bông này anh vớt luôn đi. Em bây giờ không cần gì nữa chứ anh. Nè lấy đôi bông đi anh, lấy đi. Còn bây giờ người em không còn cái gì nữa hết. Nếu mà anh bán em được thì bán em luôn đi. Mình chơi rồi. Cái văn giảng sanh là cái văn ghê lắm. Cái văn niệm Phật giảng sanh là cái văn là bỏ mạng. Không sợ mà. Đúng không? Vì mình muốn giảng sanh. Mình nói một câu mạnh dạn luôn. Em bây giờ làm vợ anh rồi. Cái gì cũng đưa cho anh hết. Chọn cuộc đời đều trao hết cho anh. Bây giờ cái mạng này anh bán đi đâu thì anh bán đi. Bây giờ em còn cắt đào hết chứ trời ơi. Để chiều nay con bán có lời cắt đào không đưa cho anh mua rượu nữa.
còn bây giờ thì hết tiền rồi anh ơi. Mình nói vậy nghe nó cảm động dữ lắm nghe quý vị, chứ không có giỡn đâu. Còn quý vị đưa mà còn giấu giếm là ngày mai để mà mua đồ ăn cho gia đình đó là quý vị chết với nó đó. À, con nợ nó đã đòi rồi mà nói ngày mai hả? Con nợ nó nói gì nè? Ngày nay là tính ngày nay, ngày mai thì tính ngày mai. Mày đưa đây, đưa đây. Huyền phức không? Thấy huyền phức chưa? Làm chi cho nhau nặng nề, đưa đi. Ngày mai không có đồ ăn tính sao? Ngày mai không có gạo nấu thì tính sao? Đúng không? Quý vị nặng nề chi nhiều chứ à? Nếu quý vị mà làm được điều này đi đặc biệt vô cùng. Xin thưa quý vị nghe, cả cái ngôi chùa này Như Đức thử thí nghiệm luôn, chứ đừng có nói hai ba người. Như Đức chỉ có cái mạng này thôi, không có ăn mày chết chùm thử coi mày dám chơi không? Dám chơi dân này dân liều mạng nè, muốn chết hả? Nó bây giờ lo tu không? Không tu mà không ai cúng hả? Thử coi. Còn trẻ hả? Sống lâu hơn mấy bà đó. Mấy bà 2 ngày chết chứ tôi 4 ngày mới chết. Chứ mà biết hả? Chưa dám không? Thí nghiệm đàng hoàng luôn. Quý vị biết nha, ủ cấp mới xuống đây có ai vô đây không? Có ai vô đây không? Ngày xưa cái vị thầy Như Đức biết á, bà Thượng á, hình như là nghe nói là cũng muốn giao chỗ này cho cái vị đó đó. Vị đó nói không, 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 không. Nơi này sao phát triển được chậu là chậu. Khu công nghiệp không ai biết chứ. Xung quanh là khu công nghiệp không, vô đây mà chết tới sống trong nội, trong đây. Cuối cùng, cái thằng liều mạng không, không sợ ma này, nhào vô. Mày thấy chưa? Mày thấy thằng liều mạng mà làm được, ngộ ghê. Hồi đó mới xuống đây có nhiều anh em đi mất tiêu quý vị. Đúng là khổ đau mới biết tình người, ghê thiệt chứ. Đây nè, 5 năm trên kia tu chưa từng đi đâu trên núi không, vớt một phát đi xuống dưới đây. Đi xuống dưới đây bây giờ quen ai, biết ai chờ. Mà bên tai còn thêm trăm mấy chục bà già nữa chứ. Cái chuyện gái không nói gì, còn bắt nó làm này làm kia, còn già không mà chẳng là chợ. Mà lúc đó có con gái nghe, đầu tiên con gái đâu mà về với mình. Không có nhỏ gái nào chân á, già không à. Nhìn trước nhìn sau, đâu thấy một cầu lửa đâu. Ôi là trời ơi, chi khổ mà còn thấy mấy em bên cạnh trẻ trẻ đâu. Mà thấy an ủi cõi lòng. Cái này trở là trời, nhìn qua nhìn lợn nhìn tới bà, nhìn qua bà già bảy mấy mà làm nè. Chửi lũi. Thôi ơi, thôi chịu thua. Thôi cuộc đời tôi đúng là cái số phận của con riệp. Thấy không? Vì đâu mà tự nhiên đi xuống đây đâu mà không thấy cái gì chứ, trời không biết cái gì chứ. Mà tiền đâu mà sống đây, đúng không? Vậy đó quý vị, mà chỉ có đúng có một cái là gì biết nương ở đâu. À, Di Đà Phật. Niệm Phật đi mấy cụ. Sáng nào cũng nghe mình biết, người ta không tin mình. Người ta đâu có tin mình đâu. Tại vì sao mình có gì đâu mà người ta tin mình. Phải làm cái gì đó người ta mới tin mình. Nếu như những đức ngày xưa mà cái tính những đức mà sáng nào cũng đi kêu gọi nghe, là các cụ bỏ những đức hết trơn. Tại vì thấy ra mình không có gì, người ta bỏ mình quý vị. Trong cái cuộc đời này quý vị đừng có nói mà quý vị khổ, quý vị đi than thở mà người ta thương. Đố mà người ta thương quý vị. Trời ơi, cuộc đời của tôi là văn lang bạc, tôi có bao giờ mà tôi đi xin ai đâu. Có nghĩa là con người phải có một cái hình thức một chút. Ít gì khổ nhưng mà phải kìm nén cho trong quan bên. Con người phải lúc nào cũng thấy có được. Cho mình mà nghe, mình mà gặp họ nghe, mình mà đến mà cô chú ơi, cho chút tiền chút bạc đi cô chú ơi. Đố mà ai mà đối tác đến với quý vị luôn á. Tại vì sao nó đối tác với quý vị đang chết hả? Nó không có đối tác với quý vị đâu. Cho quý vị biết. Nên mấy bà già này lúc trước, trăm mấy chục bà đầu tiên xuống, sáng nào gì nó cũng nói cái gì. Mấy cụ cứ giữ tiền đi. Lúc đó mấy bà còn giữ tiền. Mấy cụ cứ giữ tiền trong túi. Ở đây những đức lo hết, mấy cụ yên tâm đừng có lo. Mình vừa nói xong mình nói Phật gia hộ cho con. Bây giờ cái thế này phải chơi cách này thôi. Vì còn có cái chiêu này thôi là chơi cái chiêu này thiệt luôn á. Chơi thiệt luôn, nó thiệt, trong túi không có tiền. Nhưng mà sáng nào cũng có cụ cứ yên tâm đi, cứ niệm Phật đi. Đây, lo hết luôn. Trong túi còn 2 triệu, mua đồ ăn sạch 2 triệu luôn, ngày mai tính. Không chơi thiệt quý vị, vậy mà ngày mai có 2 triệu nữa nghe. 2 triệu nữa, mua hết đi. Cái chú mà đi mua đồ, ông nói thôi mua 1 triệu tôi để dành ngày mai. Không, chơi hết luôn. Chơi 2 triệu luôn, không có để một cắt nào luôn đó. Bữa sau thì 4 triệu như Đức nói, bữa nay mua kem ăn chơi hết 4 triệu luôn. Đúng là liều mạng ghê thiệt trời. Thì biết rằng vậy đó quý vị ơi. Vậy đó nghe, mà từ từ nó lên đô nghe, từ từ lên nghe, lên nghe.
Tự nhiên có những người già già lạ lạ không biết đâu tự nhiên đến, cầm gió niệm rồi đội nón bùm sùm rồi ha, đi vô chùa đi kinh kênh, những đức nói bà từ đâu đến. Cái đầu bà trả lời nói gió đó, gió thổi từ đâu tôi từ đó đến. Chồng chồng dân không phải dân tầm thường gì đó mà trả lời thấy ghê vậy chồng. Thôi mời bà cụ ngồi, rót bà ly nước trà cho bà uống nè. Nó nói chuyện với bà chơi chút xíu xíu, tự nhiên lấy cái giỏ ra. Vậy cụ nghe không, này đưa thầy số tiền để lo cho đại chúng. Nói thôi thôi bà cụ ơi, để dành tiền mà lo cho bà đi, chứ ở đây đông người không sao đâu cụ. Không, cầm đi. Ghê quá, sao người sao, người sao nói chuyện cũng thấy ghê ghê. Cầm đi, mình nghe xong cái thấy ớn ớn nghe mình nói. Chắc đây chắc cao nhân bắt lộ tướng quá. Xong cầm cái lên tưởng nó bình thường đấy không? Tháo ra. Trời ơi trời, thấy vậy đâu 500 ngàn không à trời, nguyên cọc. Nói xài từng xài cũng hết nữa. Nói trời ơi, lúc trước có 2 triệu bữa nào cũng xài hết trơn. Bữa nay đưa nguyên cọc luôn, xài nguyên từng cũng không hết nữa trời. Từng này xài đã luôn. Ôi quý vị biết rằng những đức tin mình lo cho ta đi, nhiệt tình đi, không có thiếu hiểu không? Lo, lo tới từng vẫn còn dư tiền, tiếp tục cái gì? Đặt tượng Phật. Cái gầy dựng đầu tiên của những đức là đặt 50 pho tượng Phật đầu tiên, 50 pho tượng đứng đầu tiên, là dư tiền của từng đầu tiên luôn. Ghê thiệt chứ. Đặt một người đến đủ duyên tặng liền. Vậy đó quý vị, mà nhiệt tình lo. Từ từ, một tầng, hai tầng, cái dư tiền, cái làm tượng. Lâu lâu lạ lạ đâu cầm tiền đến đưa. Vậy đó mà cứ im điềm niệm Phật, im điềm niệm Phật, im điềm niệm Phật. Vậy mà bây giờ thành ra gì? Ghê chưa? Kinh khủng không? Cái đây nè, cái đây là cái kẻ xác thực làm luôn nè. Quý vị đi đến chùa mà quý vị thấy có ghi tấm giấy cầu an cầu siêu nào không? Quý vị có thấy mà cái chuyện mà kêu gọi không? Không, đúng không? Từ xưa tới giờ quý vị biết những đức có bao giờ những đức kêu gọi không? Không. Và những đức có một cái quy trình của chính mình là không bao giờ mà những đức nhờ một Phật tử nào mà nói là mua đồ giùm mà nói mà không lấy tiền. Không lấy tiền là mai mốt đoạn duyên. Tôi nhờ mua cái gì mà không lấy là mai mốt có chuyện đó, chứ đừng có chuyện dẫn chơi với tôi. Hiểu không? Và muốn cúng là tự cúng, còn đã nhờ là phải trả tiền. Quy tắc rõ ràng như vậy đó. Hiểu không? Rõ ràng chưa? Lây quay 8 năm mà còn gì? Nên cái này là phải tin 100% luôn á. Nên đối với cái chuyện trả nợ là cứ trả đi. Nói đây là có nguồn gốc rõ ràng, đâu phải nói thí nói đại đâu trời. Đâu phải tôi đi tu mà tự nhiên tôi đi dành một số tiền tôi nuôi với bà già gì đâu mà xuống đây có một cắt nào đâu. Cắt bạc nó có ngôi chùa không à. Và thượng phán định một câu là gì? Ông nuôi chúng, ông phải gán, ông nuôi. Còn tôi là xây chùa nghe chứ. Dạ, dạ. Thùng Tam Bảo, tôi xây chùa. Con cái gì hòa thượng? Cái gì kệ ông. Tùng ta bảo ngày xưa giờ đưa hòa thượng xây chùa không, từ xưa giờ xuống đây luôn. Công nhận không? Vậy mà như thế nào? Mình nuôi người ta, mình lo cho người ta, thì người ta cũng trời ơi, con người người ta khôn lắm. Con người người ta khôn lắm mấy vị ơi, chứ không phải là cái chuyện tầm thường đâu. Quý vị, do mình không dám nuôi người ta thôi. Mình cứ nghĩ tiền thôi mà không có ai là đến với mình. Cứ lo cho ta đi. Còn chiếc áo, chơi chiếc áo bán luôn. Nuôi luôn nó thử chơi sao. Cuối cùng thì con nói sao? Nhờ cái văn lan bạc, cái văn đầu đường xó chợ, mỗi ngày ngủ vỉa hè, mà cuối cùng gan. Ghê chưa? Gan. Tại vì sao? Vì nó không có gì thì sợ gì mà mắc. Không. Đã không có gì mà sợ gì mất. Nên có những con người không có gì thì gan, mà có gì thì nhét. Còn bây giờ chúng ta tin Phật Pháp, có gì thì phải càng gan hơn nữa. Tại vì sao? Cái cõi đời này sớm muộn gì chúng ta cũng buông sạch. Có cái gì mà chúng ta cầm hoài được đâu. Đời mình mà mình không làm mà nói đời thứ sao mà. Không có cửa đó đâu. Chứ là chờ đời mình phải tự tin là chính mình phải hiểu, mình phải làm những việc tốt đẹp trong cuộc đời phải làm. Đừng có đợi đời sau. Đời sau biết người ta làm sao mà để đời sau. Nó không, đời của mình không làm mà để tiền bạc cho người ta làm, không có cái cửa này đâu. Đời tôi làm sạch. Đời sau mày uống nước ăn rau kệ mày. Trời ơi, lo gì cho nó mệt thêm, đúng không? Nên những đức nói
tất cả những người làm cha làm mẹ nghe lời những đức, đừng có đem con, đem nhà, đem chồng gánh trên vai. Gánh trên vai chi ạ? Con người ai mà không có phước mà đi gánh trên vai? Tôi không có gánh trên vai ai hết trơn á. Đối trong chùa là tôi lo nhiệt tình chứ tôi không có gánh trên vai. Họ không có phước là tự đào thải à. Còn có phước là việc phước nó tốt à. Quý vị tin 100% luôn, con mình mà có phước đó nha. Người ta đem nó qua bên cái đống phân, người ta để nó ngồi trong đống phân. Mày ngồi đống phân nghe mày. Ngồi đây. Vậy mà con mình có phước, có người đến đưa con mình qua đống vàng. Còn con mình mà không có phước, quý vị đặt nó lên đống vàng đi. Rồi cuối cùng nó tự bò qua đống phân, nó ngồi trên đó đó. Trời ơi, bao nhiêu con người, người ta danh phận, người ta lớn lao, người ta đặt để con người ta như ông cha, ông con cháu cha mà gọi là đặt để con người ta dù có chỗ đẹp không, chỗ ngon không, mà quý vị coi con người ta cuối cùng hư hư. Nhưng mà có những đứa con mà người ta có được dạy dỗ gì nhiều đâu, vậy mà con người ta có phúc đức là tự nhiên nó gặp phúc đức rồi, phải không? Nên cái mà người xưa dạy mình rất là hay, ông bà cha mẹ có đức dạy con có đức thì mặc sức mà ăn. Nó, còn nếu như bây giờ mà mình bổ túc tiền cho con mình, nó không có cái phước hưởng cũng bằng không, không có phước hưởng bằng không. Nên dạy con mình là dạy cái gì? Tạo phúc đức. Nên gia đạo mà không chữ tiền nhiều thì gia đạo đỡ nạn tai. Gia đạo mà chữ tiền nhiều là có việc nạn tai đến với mình đó quý vị. Không có dễ đâu trời. Con cái mà nó nhìn mình giàu quá, nó không lo làm ăn gì nữa chứ. Không lo làm ăn gì đâu. Nên cái tự tại nhất con người chúng ta ngày nay nè, cười. Ngày nay phải thường cười nghe không? Nên ngày Chủ nhật đi đến đây nó cởi mở tâm tư và nó cười. Có cô có ngồi có ngủ mà dễ thương gì đâu trời. Nghèo cái mở mắt cái liền cái ngủ tôi canh bà đó. À, thấy chưa? Nên từ dưới ta nói nhiệt tình chứ ghê mà ngồi dưới mà ghét ghê cái mặt làm nè. Không có người niệm Phật mà ngủ thấy dễ thương nữa quý vị. Người niệm Phật ngủ nó không phải như cái người mà không niệm Phật, người không niệm Phật ngủ làm nè. Người mà tự nhiên niệm Phật mấy cô mình ngồi ngủ dễ thương nhưng mà ngủ làm nè. Nhiệt tình biết ghê, ngủ con mắt à. Hỏi, ôi sao cô, sao lần nào những đức thuyết pháp những đức cũng thấy cô mà nghiêng quan bên mà sao nhắm con mắt ngủ ngồi. Nói là con mệt quá nên nhiệt tình với thầy mở con nghỉ mệt. Con nghỉ mệt. Rồi chú cái tự nhiên con quay ngược nha, ngộ ghê đó, đầu tiên mới làm nè. À, rồi chú cái quay lại. Trời ơi bà, để bắt hôn ghê thiệt chứ. Ngủ mà cũng cái kiểu mà ngủ từ từ nữa. Con mở con nhắm. Nó từ nơi đó vậy thấy không? Nó làm sao không biết mà cả nhóm ta cười. Nhìn đi. Tôi mà gà tới đâu mà không cười đều biết thân với tôi. Thấy không? Nên từ cái người mà nó vui như vậy là quý vị thấy không? Thì cái nghiệp chướng tiêu trừ. Bây giờ nghiệp phá thai đi theo mình. Những đức nói bảo đảm luôn, mấy cái hương linh nó đang cười. Đang cười á. Hương linh mà nó không cười đố bị cười nổi cho nó đó. Hiểu không? Nên cái ngày Chủ nhật là cái ngày cầu an cầu siêu tuyệt vời nhất. Hiểu chưa? Cộng lực của đại chúng quang minh phổ chiếu, con người ai cũng vui như vậy thì sao? Thì nghiệp quan gia được quá giải. Nên cái ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm sắp đến nè. Ngày này là ngày dữ dằn nè, 3 ngày nè, mấy bà chuẩn bị đi nghe. Ồ, cái cơ hội đời này mà không tu phước tu duyên, qua đời của tôi rồi, đừng có mong mà tìm nữa. Cho nó không. Không? Chỉ có tên liều mạng thì mới dám chơi 3 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Có cái ông thầy kia ông nói một câu, ông cho chết đi, lại cho chết đi. Trời trời. Thì biết rằng á, tại vì sao? Vì nắm bắt cơ hội. Những đức nói thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì sẽ lại 1500 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? Thứ bảy, chủ nhật thứ hai sẽ lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? Còn nếu những ngày mà nó xuyên qua những ngày khác thì không, 1000 lại, thấy không? Còn dính vô những cái ngày như vậy là 1500 danh hiệu. Còn sau này mà yếu, già yếu đi thì đồ hàng. Chứ sao? Đồ hàng. Chịu thua đó là hết nổi rồi. Mấy Phật tử hỏi thầy sao lúc này không lại 1500 danh hiệu nữa. Yếu rồi. Là không nổi. Chịu thua đó quý vị. Mình làm được thì mình nói mình làm được.
yếu rồi, nó yếu à, lúc này đau rồi, mệt lắm, làm không nổi nữa, la không nổi nữa. Thấy mà hổng la không? Nhất tâm đảnh lễ. Lúc này sao thầy yếu kiệt sức rồi. Và hổng 1500 danh hiệu quý vị nghe chưa? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Thấy chưa, là thấy cái mồi. Cái mồi chắc cũng xế chiều. Lễ mà rung tới ghê thiệt đúng không? Nhưng mà chuyến này cũng cố gắng 3 ngày nghe quý vị. Nó nên á, đây là cơ hội nè, tu phước, tu duyên, cầu an, cầu siêu cho người thân. 3 ngày chia sẻ Phật pháp 3 ngày luôn. Cúng thí thực phóng sanh 1 ngày, cúng thí thực 2 lần. Thấy không? Phóng sanh 1 ngày 2 lần. Đó, 3 lần, phóng sanh 1 ngày 3 lần. 1 ngày 3 lần phóng sanh, 2 lần cúng thí thực, thấy không? Rồi chia sẻ Phật pháp 4 buổi luôn. Họ 3 buổi thôi. Buổi sáng buổi sáng lên tu xong rồi còn giảng pháp 2 buổi nữa, biết không? Chứ bây giờ giảng pháp 2 buổi coi Phật niệm đến cùng với quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, đúng không? Còn cái giờ này là một buổi xong ra phóng sanh, xong rồi buổi chiều chúng ta xong phóng sanh niệm Phật này kia, rồi tối lại nói chuyện hướng dẫn xong và thượng khai thị gì đó không biết có hay không, xong lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 3 ngày buông xuống vạn duyên điện thoại, cúp nguồn để nhà. Điện thoại để nhà, vàng để nhà, đau bông để nhà. Hết. Nó không? Rồi xong á. Trưởng đoàn dẫn đi, nhắc nhở những người đi theo, tiền bạc điện thoại này kia, ngày nay đông đúc mà 3 ngày liên tục nằm chặt chọi ngủ nghi thì tiền bạc vật chất vàng dòng để nhà hết đi, còn lúc nào cúng dường Tam Bảo thì đến, vừa vô chùa bước vào bỏ thùng Tam Bảo liền, xong cái việc giao cho Tam Bảo rồi khỏi sợ nó. Rồi muốn đặt máy thì qua bên kia đặt máy, xong gỡ bên kia ghi tên, rẹt ghi tên để đó, ngày lễ xong đi vô lấy máy đi về, đừng nên chờ ngày đó đặt máy, nhắc nhở rõ ràng, hiểu không? Cái chiến này giống như là cái chiến quyết chiến gì đó, hiểu không? Không, quyết chiến để mà gọi là lại 1500 danh hiệu. Phải phát tâm nghe chưa? Nghe bà lại khí thế. Đừng có ở phía sau mà quen thì em bụt tí. Ít gì cũng quan thì em Bồ Tát. Cái cảm giác này ghê lắm nghe. Cái cảm giác mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà niệm cái kiểu mà chân thật từ tâm. Quan thì em Bồ Tát. Nghe không? Cảm giác này thấy đẹp không? Chứ đừng có quan thế âm bồ tát. Mình ở trên mình hát nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm, mấy bà dưới quan thế âm bồ tát, mấy bà không có cảm giác gì chứ. Bây giờ cặp mắt mình mà nhìn con người ta cũng có cảm tình, nó phải có một cái gì đó du dương đúng không? Đúng không? Chứ tự nhiên mà không có tình cảm hết chứ, đúng không? Bây giờ mình nhìn Phật cũng vậy. Mình nhìn Phật, quý vị nhớ ngày xưa quý vị yêu một người không? Vì nhìn người yêu quý vị phải đắm đuối không? Tại sao quý vị không đem cặp mắt đó đi nhìn Phật á? Mấy bà nhớ ngày xưa mối tình đầu tiên không? Mấy bà yêu một cái thằng nào đó, mấy bà mình nhớ ngày xưa mấy bà nhìn nó chưa? Đi cho một cái đám đông vô cùng đông mà mấy bà chẳng nhìn ra cái thằng mấy bà yêu. Thấy chưa? Không, nhìn mà con mắt đắm đuối say mê. Thấy không? Cái tình cảm ban đầu đó đó, tình cảm đó đó, dành cho Phật A Di Đà, dành cho Bồ Tát Quán Thế Âm đi, dành cho thằng chồng nên khổ cả đời, thấy chưa? Bây giờ đến lúc tôi sẽ lấy cái tình cảm ban đầu này lại để tôi dành cho Phật, dành cho Bồ Tát. À, còn chồng hỏi em có thương anh như ngày nào hay không, tình cảm của em dành cho anh thì lúc nào cũng như một, lúc nào cũng hết lòng hết dạ. Chứ đừng có nói dành cho Phật nghe. Dành cho Phật thằng chồng nó không biết Phật pháp nó cũng canh ông Phật luôn. Nó ghét Phật A Di Đà. Nó ghét Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì nó đâu có biết Phật A Di Đà, đâu biết Bồ Tát Quán Thế Âm đâu. Mà nói tôi thương Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều hơn ông, nói à, Phật A Di Đà là thằng nào? Trời. Nó không biết tu đâu, Phật A Di Đà là thằng nào. Mày nói tội chết, tội gì tội? Không có tội. Nó có biết đâu tội.
Cái tội là do mình không khéo, do mình chứ không phải do tại người ta. Người ta đâu có biết ông Phật là ai đâu mà tội. Hiểu không? Người không biết không có tội, nhưng mà cái tâm ác thì tội. Cái người không biết không có tội, nhưng cái tâm ác ý nó mới tội. Nhớ nghe, cái tâm ác ý nó tội. Thí dụ như giờ mình đập pho tượng Phật không có tội, nhưng mà cái tâm là đập pho tượng Phật là tội. Cái tâm á, cái tâm mà hủy hoại pho tượng là tội. Cái tội là hủy hoại pho tượng á, là ác ý tâm á, hiểu chưa? Chứ Phật không có đi bắt lỗi cái người đập pho tượng Phật, mà là do cái tâm của họ ác ý, mà từ tâm này sanh ra cái tội nghiệp của bản thân họ đó. Nó cái nguyên lý Phật pháp nó không phải là chấp tướng, mà là do cái tâm á, còn cái cảnh bên ngoài là không có trách. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị gặp những đức là quý vị biết những đức, nên quý vị gặp quý vị nói dạ chào thầy những đức, dạ con chào thầy. Còn chồng quý vị nó không biết Phật pháp, nó thằng nào à? Không lẽ những đức đó mày tội chết luôn cái mày, mày gặp tao mày không chịu chào tao là mày tội nghe. Nó làm gì tội? Mày cũng như tao, tao cũng như mày, thế chứ tội gì? Vì nó có biết Phật pháp đâu mà tội. Không lẽ mình là người học Phật mà đi chấp nó? Mình chấp nó là người không biết, là mình là kẻ có tội. Nó không có tội gì cả, vì nó không biết mình là một ông thầy. Mà có khi nó còn gặp mình nó nói thằng đầu chọc nào vậy? Đúng không? Tao nhìn mày đầu chọc sao giống ở tù mới ra quá. Tại vì nó nghĩ thường là mấy thằng đầu chọc là mấy thằng hung dữ bạo ngược, đúng không? Ai mà nghĩ mình là ông tu gì? Nên từ nơi đó mình có trách người ta đối xử với mình, hoặc là nói những lời xúc phạm nên mình có trách người ta, là cái đó là mình làm bậy. Cái người mà hiểu biết mà làm không phải mới là tội, còn người ta không hiểu biết thì không có tội. Hiểu chưa? Nên mấy bà học Phật mà mấy bà về cái gì cũng nói với chồng với con tội tội tội, nó nghĩ học Phật luôn. Lúc chưa học Phật thì không có gì có tội chứ nghe. Vậy mà học Phật rồi bà cái gì cũng tội. Có nhiều người đến chùa ăn cơm cũng tội, không? Làm gì cũng tội chứ, ngồi trước Phật cũng tội, không? Mà vô trong chánh điện mà xì hơi cũng tội. Nó nói rằng trời là trời, ngày xưa chưa học Phật tôi muốn xì đâu tôi xì, bây giờ học Phật rồi sao làm cái gì cũng tội chứ nghe trời. Người ngày xưa mà thẳng chân đi đâu cũng không có tội, bây giờ thẳng chân chỗ này chỗ kia là tội liền à. Thôi thôi vì nghĩ học Phật luôn đi. Quý vị đoạn viên người ta học Phật liền đó. Học Phật đừng có nói cái tội trong đó nữa. Học Phật là tốt rồi, còn tội là chừng nào quý vị hiểu Phật pháp, quý vị phân tách ra rõ ràng cái gì là cái gì rõ ràng, thì lúc đó mình mới biết cái đó là không phải. Hiểu không? Còn người chưa biết Phật pháp thì đừng nói tội trong đó cho người ta nghe nhiều quá. Bây giờ người ta nấu ăn ở dưới cực khổ, sức hồi hộp ở dưới đó. Bây giờ vô chùa tu xong đi về ăn cơm thì thiếu nợ. Sao ngộ ghê chợ. Người ta nấu cho mình ăn mà bây giờ mình không chịu ăn, đi về ăn thiếu nợ, sao khổ vậy? Tôi mời quý vị xuống dưới đó ăn giùm tôi cho hết cái nồi cơm với giùm đi, có phước. Hiểu không? Những đức nói với vị nghe, cái cảm giác của nhân sinh khi tu xong mà ngồi ăn chung, ngồi dưới gạch, dù quý vị là ông giám đốc đi vô đây tu nghe, xuống dưới gạch ngồi, xuống gạch ngồi, ngồi với những con người mà nói chuyện cười ôm sùm tùm lum, ngồi trong đó luôn, ngồi luôn, mình là con người hòa nhập chung luôn, quý vị có phước. Có phước, nhớ nghe, có phước. Trời ơi, cái cảm giác này không chịu hưởng đâu. Cảm giác này không chịu hưởng đâu, tôi nói thiệt nha. Cuộc đời tôi đi đâu mà người ta mà đưa tôi lên cao, tôi nói thôi đừng có đưa tôi lên cao, tôi thích đi xuống xíu thấp. Tôi thích xuống đó ngồi chơi, tôi thích xuống đó ngồi chơi vui hơn là lên cao ngồi chi. Thường ngồi trên cao buồn lắm mấy vị ơi. Những đức nói với vị biết chứ, cái người không có danh thì cầu có danh, chứ thật sự có danh rồi mới thấy mình buồn. Tại sao cái người có danh mà thấy buồn? Vì có danh nên nghĩ mình cao hơn người ta, gần người ta thì lép mình, nên cuối cùng chúng ta trở thành kẻ cô đơn. À, trời ơi, cái tu hành cái đặc biệt nhất dù sao này là một hòa thượng đi chăng nữa cũng là lão quan đồng, chứ đừng bao giờ là cao xa. Cao xa người ta tránh mình hết trơn thì sao? Mình dù là lớn cỡ nào nhưng chơi với đứa nít, chơi với người què, chơi với người xấu, chơi với người nghèo, chơi với ai cũng được, vậy thì mình là người hạnh phúc. Còn nếu không mình là cái cô đơn thì sao? À, tôi nhận thức vậy đó. Phật pháp đến với tôi là nhận thức cái gì? Là nhân sinh sống, là một con người phải thương con người nhiệt tình. Chúng ta ai cũng có cái sai chứ nghe. Đối với tham sân si thì ai cũng có hết á. Nhưng cái quan trọng của cuộc đời con người, chúng ta phải có cái thật lòng gì đến với con người. Đừng có cái gì cũng đến với con người là tiền, tiền, tiền.
cái gì cũng tiền hết, cái gì cũng tiền hết rồi quý vị, làm sao có tình người đây, đúng không? Nó chúng ta mà cảm giác tình người nó mới có niềm vui cuộc đời chứ à. Đó, nghe chưa, nghe chưa, để cỡ mở tâm tư chưa mấy bà. Nên tại sao mà có những người mà ngày xưa đi đến chùa mà trời ơi muốn cúng dường tam bảo, Phật ơi tiền chẳng để con, tiền lẻ để ngài. Ôi không giỡn đâu quý vị, nếu không nghe giảng pháp nghe, tiền chẳng để con, tiền lẻ để ngài, móc cái rẹt 5 ngàn, 5 ngàn bỏ vô thùng tam bảo xong, Phật ơi hôm nay con đi đến chùa lễ Phật được một chút, cúng dường cho Phật 5 ngàn, Phật gia hộ cho gia đình con bình an, con học giỏi lên lớp, chồng con đỡ rượu chè be bét, còn bữa nay con ra con mua mấy tấm giấy số để Phật gia hộ trúng số độc đắc. Có 5 ngàn thôi à, 5 ngàn thôi à. Nhân Đức nói Phật á, nếu như Nhân Đức là Phật, Nhân Đức sẽ nói vậy nè: Ồ, bộ tao ngu không mày hả? Nói vậy cho nó dễ hiểu. Bộ tao ngu không mày hả? Mày cho tao có 5 ngàn à, mà mày kêu tao phải gia hộ cho mày trúng 5 tấm giấy số, rồi tao phải đi làm việc nhiều thứ cho mày, là tao phải làm sao cho chồng mày đừng có nhậu, rồi tao làm sao cho con mày học lên lớp. Ồ, tao ngu như vậy mày đi lại tao chi à? Tao còn hơn cái thằng ngốc nữa. Mày cho có 5 ngàn thôi à, mày đi mướn một người bình thường khác còn bao nhiêu tiền nữa. Còn tao làm Phật mà mày mướn tao có 5 ngàn, mày bắt tao đi làm từ lâm chuyện. Cái kiểu này chắc không ai muốn làm Phật hết trơn, muốn làm Phật mà đi làm nhiều chuyện lu bu quá. Quý vị nghe rõ chưa? Nghe để mà nhận thức nghe. Tuy là một cái thằng ngốc nhưng mà cái lý luận Phật pháp của nó nói cho quý vị nghe là xác thực đó. Nên nhiều con người học Phật mê tín dị đoan á, nhận thức đi. Làm gì có cái chuyện học Phật đi cầu xin Phật cái kiểu này chợ. Không có cầu xin. Phật là chữ giác. Chúng ta nhìn Phật để giác ngộ tâm mình. Mình là do bị cái khổ đau cuộc đời chói buộc. Bây giờ nhìn Phật để mà giác ngộ tâm, để đừng bị chói buộc nữa, chứ không phải là cầu xin Phật làm việc cho mình, đúng không? Nó tượng Phật mà để xuống biển là chìm ngấm. Mà bây giờ chúng ta muốn nhờ Phật đưa mình qua biển, có cái lý đó không? Nên chúng ta phải xác thực Phật pháp đi quý vị. Phật pháp là một nền giáo dục. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đâu có dùng thần thông, ngài toàn là đem giáo dục cho chúng ta nghe thôi à. Lý luận để cỡ mở tâm tư. Cái cỡ mở tâm tư là do cái bên trong của mình bị rối bờ. Nhưng mà cái lý luận của Phật pháp là sở ra, cỡ mở ra. Quý vị nghe rõ ràng không? Một tiếng mấy đồng hồ rồi đó, nó cỡ đến mức mà không còn biết đau chân luôn á. Những Đức nói quý vị nghe, nếu mà nghe không được mà ngồi hồi nãy giờ chịu nổi không? Đố quý vị chịu nổi đó, không giỡn đâu. Nên cái Phật pháp là cỡ mở ra tất cả những cái gì rắc rối trong tâm, cỡ mở ra. Người ta 1000 mấy trăm người mà người ta còn đủ năng lượng để nói cho quý vị nghe nè. Tại vì sao? Cỡ ra. Ngày nào cũng là ngày cỡ ra, giống như chiều nào cũng đi tắm vậy đó. Đúng không? Một ngày dơ dây quá, chiều đi tắm mà thôi. Đi tắm là bu xả đó. Hiểu không? Quý vị nhớ nè, buổi sáng là tích tụ, buổi chiều là xả ra. Hiểu không? Đi tắm là xả đó. Nên mỗi lần đi tắm nghe, chúng ta đọc một bài: vui mừng vui quá vui. Xả ra. Ngày nay một ngày xả sạch ra thì tối bị sẽ thấy ăn ngon ngủ yên cho bị thấy nghe. Trời ơi, con người mà khi nó vui rồi nó tắm mà nó kỳ mình cũng thấy đẹp nữa. Nhưng Đức nói thiệt cho quý vị nghe, cái tâm quý vị mà vui nghe, khi quý vị mà tắm nghe, xà bông quý vị tho lên người quý vị kỳ mà nó cũng nhẹ nhàng nữa. Còn quý vị mà sân si rồi nghe, thử đi, lúc quý vị sân si mà kỳ mình đi, đúng không? Lúc mà đang gấp gáp tắm nhanh đi làm cái gì quý vị thử đúng không? Có khi bận quần mà nó bị dấp té đó, cho quý vị biết đó trời. Nhưng khi một con người tự tại đang tắm nghe, nhẹ nhàng, trời, nó thấy giống như được cái cảm giác nó tự tại, tuyệt vời lắm. Cái này là cái cảm giác thật sự đó nghe. Còn khi gấp gáp lung tung đó nghe, kỳ mình không sạch, bận quần dấp té,
cái kiểu như xà bông ở dưới nền đó quý vị. Rồi bặn cái quần mà nó không sọt vô cái ống, mà nó sọt vô ngay cái chỗ mà cái đáy quần á. À, cho vị biết đó nghe. Nên con người cần cái gì? Cần cái tâm trạng lúc nào cũng thoải mái. Nên từ cái trạng thái thoải mái này, từ ăn uống đồ đạc ngủ nghỉ, trang hoàng cho mình là gì? A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Rồi cái cách chia sẻ này nó không phải dễ đâu quý vị à. Nó phải hoàn toàn trong cái nhân sinh đó để mà chia sẻ đó. Lý luận rõ ràng từ cái cuộc sống của mình để đem Phật Pháp lòng vào. Nhớ Phật Pháp lòng vào nhân sinh sống thì Phật Pháp sống động. Phật Pháp lấy của 3.000 năm về trước áp đặt vào bây giờ là Phật Pháp chết queo. Nhớ nghe. Nó nên cái tư tưởng giải thoát thì phải làm. Những đức thấy ngày Chủ Nhật quý vị về đây tu rất là đông. Hình như đây là tất cả những đạo hữu khắp nơi nơi tập trung về. Thấy giống như cái tâm mình nó hưng khởi, nó vui, gặp nhau niệm Phật. Ngày Chủ Nhật buổi sáng nó cũng mát. Thì đi, hình như từng Chủ Nhật nào thấy nó, cái từ trường nó vui và nó mát mẻ vô cùng. Rõ ràng là Phật nói là tướng do tâm sanh, thấy không? Ngày Chủ Nhật mình tập trung về, hình như cái tâm trạng ai cũng thích về đây để niệm Phật. Và tự nhiên chị em gặp nhau cái A Di Đà Phật, gặp nhau A Di Đà Phật. Nó giống trong một tuần mình lo công việc này, việc kia, việc nọ, mà ngày Chủ Nhật mình được tập trung về, viết thành thói quen, là tự nhiên ngày Chủ Nhật là cái ngày giống như là nó giải tỏa rất nhiều thứ mà một tuần lễ mình làm việc. Mà khi giải tỏa được rồi thì tâm trạng nó thoải mái. Mà cái tâm trạng nó thoải mái thì cái cảnh này nó mát mẻ. Nó rõ ràng cái ngày Chủ Nhật thấy không, như hồi sáng tới giờ là gió thổi mát nè. Rồi nó không có nắng như những cái ngày bình thường. Nên cái tâm con người mà thiện, cái tâm con người mà niệm Phật, cái tâm con người đến với nhau mà nó không có những cái dụng ý mà gọi là mình chiếm đoạt những cái của cải, hoặc là có những dụng ý xấu đến với nhau, thì tức khắc là cái kiếp nạn nhân sinh từ dịch bệnh chiến tranh nó tự hóa giải hết. Có nghĩa là chiến tranh là do tâm con người tham không biết đủ mà sanh ra chiến tranh. Còn dịch bệnh là do tâm tạo ác nghiệp sát sanh hại vật mà sanh ra dịch bệnh. Nếu như con người mà học Phật Pháp mà ăn chay, rồi chúng ta niệm Phật, rồi biết phóng sanh, rồi hướng thiện, tin sâu nhân quả, không có tâm thủ đoạn đến với nhau, con người đến với con người, mình muốn người ta thương mình thì mình thương người ta, mình muốn không ai gạt mình thì mình đừng gạt người ta, mình muốn mình nghe những lời nói dễ thương vui vẻ thì mình nên đem những lời dễ thương vui vẻ đến cho người ta. Có nghĩa là mình đến cho người ta làm sao thì người ta đến cho mình như vậy. Mình học Phật là quý vị phải tin cái trả lại là do mình cho ra. Cho ra như thế nào thì trả lại như vậy. Nên Phật Pháp dạy mình tin sâu nhân quả. Mỗi một con người nghe Phật Pháp với từ từ rồi tâm bình khí hòa. Mà nhiều người được như vậy thì cái cảnh giới này tuyệt vời vô cùng. Đông người như vậy mà chúng ta ngồi phân phát như vậy, từ điện thoại đồ ai cũng là người ý thức. Có nghĩa là mình gặp nhau toàn là những người có ý thức. Những con người ý thức mà gặp nhau như vậy thì quý vị thấy thiện duyên lớn không? Thí dụ chúng ta vào một cái quán ăn đơn giản ngoài đời thôi, ít người thôi, nhưng mà mỗi người mỗi lời nói, ai muốn la lối gì kệ, ai muốn nói chuyện kiểu nào thì kệ người ta. Mình nhập vào cái cảnh đó quý vị thấy rằng là mình hao năng lượng vô cùng. Còn bây giờ mình gặp nhau những ngày Chủ Nhật này toàn là những người có ý thức. Đông như vậy mà không nghe tiếng điện thoại reo. Nếu trong đây mà nghe một tiếng điện thoại reo là chắc người này chưa nghe mình chia sẻ. Nên ý thức rất là sâu sắc, nên gặp được như vậy là đây là thiện duyên. Mà gặp những người thiện duyên như vậy để mà chúng ta cùng nhau tu, đây là đúng là đại phước báo khi gặp những người bạn như vậy. Nên ngày Chủ Nhật là ngày chúng ta đến đây để kết bạn lành, bạn thiện. Quý vị biết rằng thế giới cực lạc thượng thiện hội tụ một nơi. Chúng ta ở cõi ta bà này ngày Chủ Nhật mà có thể gặp được những người thiện để kết duyên làm bạn ở đây quá tuyệt vời. Có nghĩa là mình kết duyên làm bạn những người thiện ở đây thì chắc chắn rằng nhờ cái thiện duyên giúp đỡ mình, đời này nhất định mình về cực lạc để là thượng thiện ở thế giới cực lạc. Nên người thiếu duyên thiếu phước về đây ngày Chủ Nhật
tu duyên tu phước. Điểm này là điểm tu duyên tu phước tuyệt vời nhất, mà dễ gặp bạn lành nhất ở trong đây. Tại vì người thiện người lành muốn về đây, rồi người dù là bất thiện cũng muốn về đây để sửa đổi lỗi lầm. Nên điểm này là điểm đặc biệt để mà chúng ta tu phước tu duyên và kết bạn thiện. Mà kết nhiều nữa chứ. Thì coi á, ngồi ăn cơm thôi cái cảm giác nó bình an vô cùng, rất là bình an. Khi ngày Chủ nhật mà Nhân Đức coi chương trình ngày Chủ nhật, thí dụ như chừng 4 ngày thôi, khoảng chục ngàn người coi, thì bao nhiêu cái trang khác người ta chia sẻ, người ta nhìn những gương mặt quý vị ăn cơm mà vui vẻ, rồi nghe pháp, rồi lễ Phật đồ quay lên đó, cái đầu phim mới vô đó quý vị coi thấy rõ ràng. Vì thì cái gương mặt này nó kết duyên với người ta khắp nơi nơi. Mà gương mặt này cười thì kết duyên cười, mà nếu như đem cái gương mặt nhăn nheo mà đi cho người ta thấy thì thua, thua luôn, đúng không? Nó nên quý vị biết rằng là cái trang mạng cũng là một điểm đặc biệt để chúng ta tu phước tu duyên. Nếu như mình đem cái bất thiện mà để trên cái trang mạng thì quý vị cũng tạo tội rất là nhiều. Nên có những người người ta kiếm tiền ở trên mạng mà người ta làm những cái việc này việc kia cho nó lạ lạ để cho người ta câu like á, thì đây cái kiếm tiền này là cái kiếm tiền tổn phước nè. Cái kiếm tiền này là đến một ngày nào hết phước rồi quý vị coi nó suy sụp cho quý vị thấy. Hiểu không? Có nghĩa là người ta làm nhiều cách, cách này cách kia cho nó lạ lạ, hoặc ta làm tấm hình gì, ta để tấm hình gì cho nó câu á. Quý vị biết rằng là cái này là kiếm tiền kiểu này là nguy hiểm vô cùng. Còn bây giờ quý vị biết cái mạng này là nó mở rộng, dù quý vị viết một câu A Di Đà Phật cho người ta thấy cũng có phước, hoặc là nói một câu gì vui vẻ cho người ta đọc được cũng có phước nữa. Quay lên thấy người nào ngồi cũng nghiêm trang, rồi lễ Phật thì cái mặt tươi rói, ăn cơm thì vui vẻ, tự nhiên người ta coi cái là thấy người ta trong lòng người ta muốn Chủ nhật đi đến đây. Tại sao cái ngày Chủ nhật mà đông như vậy? Vì người ta coi người ta kích thích, coi cái là tự nhiên muốn về đây coi thử coi sao mà vui dữ à. Về cái là người ta cảm giác rõ ràng. Có rất nhiều người ta nói một câu rằng nghe mình nói chuyện đi đến đây thấy xác thực rõ ràng. Rất là nhiều người gặp Nhân Đức người ta nói như vậy. Có nghĩa là mình nhiệt tình về đây, người ta thấy mình nhiệt tình, mình nói nhiệt tình, người ta đi đến đây người ta thấy mình lo cho người ta nhiệt tình, cảm hóa. Nó rất là nhiều yếu tố để chúng ta đem tịnh độ giới thiệu. Thí dụ như bây giờ nếu như Nhân Đức không có những buổi chia sẻ như vậy mà đông người nghe gì, thì làm sao cái buổi mà một mình kia người ta nghe, ai tin mình? Nên những buổi chia sẻ một mình, một câu ai vật niệm đến cùng và quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là ngày nào người ta cũng theo dõi mấy ngàn người đều rang như vậy luôn, mà ta nghe hết bài tại nửa tiếng. Vì sao? Vì ta thấy những cái buổi này đông người nè, đáng có người nghe, rồi nhiều chương trình ta thấy rõ ràng, ta mới tin, người ta mới nghe. Nên cái kết thiện duyên ở trong cái cuộc đời này quan trọng vô cùng quý vị. Nên cái bài học tập của mình, thiện duyên lớn nhất của đời người là gặp nhau mà biết niệm A Di Đà Phật. Còn người ta không niệm, mình niệm cho người ta nghe. Mà bây giờ cái phương tiện mà niệm cho người ta nghe dễ nhất đó là gì? Cái máy nè. Nhân Đức nói cái máy nhỏ này thôi, đi một vòng ngoài chợ thôi thì tu phước tu duyên cực kỳ lớn luôn. Chỉ cần có một cái tâm như vậy thôi thì tu phước tu duyên lớn à. Quý vị nhớ nha, có một cái tâm mà nghĩ về người ta là mình tu phước tu duyên lớn. Nhớ đó. Bây giờ mình đeo cái máy niệm Phật này đi vào siêu thị hay đi vào cái chợ, mình cứ lòn lách chịu khó. Tuy là đi mua đồ có mấy món đi về, nhưng mà chịu khó đi một vòng chợ, lỡ về chồng nó quýnh cũng vui lòng. Đi đâu mà đi đâu nguyên buổi sáng mua có chút xíu đồ, đi gì đâu mà đi dữ, đi với thằng nào. Thấy ngày nào tao theo tao canh, tao thấy mày đi vòng vòng ngoài chợ làm gì, mặc giáo giác kỳ cục. Nói thật ông hiểu lầm rồi, thầy giảng dạy tôi cũng muốn tìm miếng phước duyên, tôi đeo cái máy niệm Phật nên tôi cũng lòn lách đi vòng vòng chợ chút xíu để kiếm miếng phước ông ơi, chứ có đi gặp thằng nào đâu. Đúng không? Nói cho đàng hoàng cho ta nghe, phải không? Nên từ nơi đó thấy gần kia nhiều thằng chồng nó thương quá, mình đi đâu theo theo dõi chứ không phải dẫn chạy xe phía sau, hoặc đi bộ theo lũi lũi phía sau gìn gìn coi mình đi đâu. Thấy không? Mình lạng thì nó không biết, nó tưởng là mình đi đâu, mình kiếm thằng nào. Thì kiểu mà không mua đồ thì đi cái mà cái giáo giác mà miệng nhím niệm Phật, thấy không? Nên từ nơi đó một chiếc máy này thôi nghe, tu phước tu duyên cực kỳ lớn luôn, tiện lợi vô cùng. Để cái máy trong người nó cứ phát âm niệm hoài, phải chi mình đi mà cái miệng của mình A Di Đà Phật. Có khi người ta nói cái bà này chắc ba trận gì cái A Di Đà Phật hoài, đúng không? Còn bây giờ cái máy trong người mình nó phát âm ra cho người ta nghe.
Thì đi một vòng chỉ có một cái tâm như vậy thôi là cái thiện duyên và cái phước báo mình cực kỳ lớn rồi, thấy không? Có nghĩa là biết tu phước tu duyên thì đặc biệt lắm. Còn nếu không khéo tu phước tu duyên thì đi tìm hoài không biết tu đâu nữa. Nên những đức nói rằng là cái ngày chủ nhật và ngày lễ là cái ngày mà mình đi đến đi tu phước tu duyên. Dù quý vị có biết Phật pháp mười mấy hai chục năm, quý vị là Phật tử thuần thành tu chuyên rồi, hoặc là mình là người giống như hiểu hết rồi, không cần phải đến nghe pháp gì luôn nữa, nhưng mà cần phải đến nghe. Vì sao? Một là hạ mình, hai là chúng ta tu phước tu duyên với tất cả chúng sanh. Cái việc này cực kỳ quan trọng luôn này quý vị. Hạ mình đó là gì? Đừng bao giờ cho mình ta đây là người hiểu biết quá nhiều. Cho mình ta đây là người hiểu biết quá nhiều, không cần nghe nữa, bao nhiêu nghe hoài. Quý vị phải nhớ rằng có một hai câu mà cả cuộc đời của chúng ta nghe hoài mà chưa làm xong, nên chúng ta cần phải bổ túc hoài luôn. Bây giờ cái câu mà quý vị làm được tròn vẹn không nè, cái câu mà thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, chỉ có một câu đó thôi đó mà nó bao gồm rộng đó. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, cái câu này là cái câu mà mở rộng từ lời của Phật dạy, là cái câu mà muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Những đức cô động là thành một câu là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nhớ nha, chỉ có một câu vậy thôi đó mà chúng ta đã làm không xong á. Có khi nghe bữa nay cái con về con làm được 2-3 ngày, xong cái con hay chồng hay vợ gì nó khảo đảo vài bữa sau cái tao bực bội lên nữa đó nghe. Thiếu nợ thì trả đi, trời ơi tôi trả hoài mà tôi trả không xong, tôi tức quá trời tức rồi trời ơi. Hay không, bắt đầu là nó tức tối, nó bực bội lên. Có nghĩa là có một câu gì mà cần phải bổ túc nó làm được 3 ngày, sau này làm được 4 ngày, từ từ cái nó làm 5 ngày, từ từ làm 6 ngày, cái nó kéo dài từ từ mà nghe hoài, để bổ túc nó nghe hoài, rồi từ từ nó mới làm được là do cái sức định nó sâu, là khi gặp cảnh gặp duyên nó chuyển mau thôi, chứ ngoài ra không dễ làm đâu quý vị à, không dễ đâu. Nó nên trong cái cuộc đời này chúng ta nói thì hay lắm, nhưng mà chúng ta làm là một cái việc khác nữa đó, không có giỡn đâu á. À, nguyện Tam Bảo giang hộ cho quý vị nghe được Phật pháp rồi ai cũng vui, ai cũng biết cười, và ai cũng là người siêng năng niệm Phật. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc hết nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa mình mỗi tuần chủ nhật rất là đông, hàng Phật tử chư tăng chư ni đều về chùa tu học rất là đông. Khi người sống chúng ta về đây tu đông gì thì chắc chắn gia đình của mình có những người thân chết chưa siêu thoát, hoặc là hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai cũng chưa siêu thoát, người ta về đây. Và những người chết mà trong cái trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, quý vị biết rằng là hương linh còn gọi là du hồn, người ta chỉ cần cảm được chỗ nào thì ta sẽ đến chỗ đó. Nhất là những cái từ trường tu tốt như vậy, cái cảm giác nó bình an vô cùng, thì người sống quy tụ về, thì người chết người ta chưa siêu, người ta cũng tập trung về để mà hưởng cái quay lực của Đức Phật gia trì phóng quang nhiếp thọ, người ta hưởng được lớn dữ lắm. Nên khi mình về chùa ngày chủ nhật vì tu nghe pháp đồ, nó cởi mở tâm tư và vui, thì đem cái công đức đó để cầu an cho người thân. Nên chùa của mình những đức không có đọc riêng lẻ cho ai, vì chùa mình quá đông, nếu đọc người này mà không đọc người kia thì tâm người ta không có vui. Nên chúng ta hồi hướng chung rất là đúng pháp. Khi hồi hướng chung là cái công đức nó mới là thù thắng. Còn nếu đọc riêng một hai người đó là dị một hai người nào đó mà chúng ta cần thiết phải đọc, nhiều khi người ta không hiểu. Còn chúng ta bây giờ đi đến đây nghe pháp hiểu hết rồi. Nên chúng ta hồi hướng chung tất cả những việc làm thiện ác thì chính chúng ta biết và Phật biết hết. Và nhân quả đến với chúng ta đúng vào cái chỗ mà chúng ta gieo thiện thì gặp thiện, mà làm ác thì gặp ác. Cái này là 100%. Nên quý vị về đây tu học, mình cởi mở tâm tư, cũng đem cái công đức này để mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp nơi trên toàn thế giới. Và
cho gia đình người thân của mình cũng nhìn từ mình tu mà người ta học theo người ta tu. Nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị được thừa hưởng cái công đức này, đều phát tâm biết tu hành niệm Phật tinh sâu nhân quả và sống với nhau thật lòng, nhiệt tình đến với nhau, thương yêu giúp đỡ hết lòng để mà chúng ta đời này về thế giới cực lạc gặp nhau. Và nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Quan gia nên giải không nên kết, nên nương vào bổ nguyện Đức Phật A Di Đà để cầu sanh cực lạc. Và tất cả những hương linh thai nhi, các con được về đây được nghe pháp niệm Phật tu hành, thấy được cái hoàn cảnh này rất là tốt đẹp. Chúng ta làm cô hồn vất vơ vất vưởng rất là khổ, đi theo những người mẹ người cha chưa tu được nhiều mà để đòi nợ. Nếu như mang cái tâm đòi nợ như vậy thì đời đời kiếp kiếp đọa lạc khổ đau. Thôi giờ chúng ta nghe Phật pháp nên hóa giải cái tâm, nương vào ngôi Tam Bảo. Mỗi ngày ở đây đều có cúng thí thực, như ngày Chủ Nhật những đức kêu mua thêm đồ rất là nhiều. Những đức cũng thấy rằng con người sống mình cũng nên lo và người chết mình cũng quan tâm cho người ta, để cảm giác người ta cũng cảm thấy được an tâm và được vui. Nên nương vào ngôi Tam Bảo để tu hành. Các con không nên đòi nợ nữa mà nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung thử thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung tự thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung từ thật biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Á ngã ngã nắng tam bà phá việt nhật ra hồng. Tam bà phá việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cái công đức quý vị về đây tu mà cái cúng đĩa thực này, người thân mình chưa siêu thoát lợi ích lớn dữ lắm. Những câu Phật hiệu mà toàn thể đại chúng mà phát âm niệm này nó thu nhiếp. Và khi cúng đi thực người ta hưởng nhờ, và cái lợi lạc này bất khả tư nghì, thù thắng lắm quý vị. Nên là chúng ta ai mà có mang nghiệp phá thai, hoặc là người thân mình mắc, cha mẹ mắc, ông bà mắc, mà chúng ta lợi đây tu để hồi hướng là rất thù thắng, rất đặc biệt. Chúng ta làm lễ phóng sanh, cái công đức phóng sanh lớn lắm. Nên tất cả các cháu nhỏ về chùa mình tu giết từ từ, các cháu ngoan dễ thương lắm. Còn nít mà về chùa mình tu thì tự nhiên mình cũng dễ nuôi dễ dạy. Vì sao? Vì mỗi một con người đến thế gian nó đều có nghiệp quan gia đi theo đòi. Nên khi còn nhỏ đi vô chùa mà nghe được thuyết pháp rồi công đức phóng sanh hay cúng đĩa thực, thì tất cả quan gia trái chủ nó cởi mở tâm tư. Nên con cháu mình đến đúng là đòi nợ, nhưng mà từ khi còn nhỏ nó biết tu biết Phật pháp sớm, nó trở thành báo ơn như mình, chứ không có báo oán nữa. Tại vì nó quá giải cái nghiệp chướng mà chính mình là gieo cho đứa con cháu này nó biết tu, nên nó quá giải nghiệp chướng. Nên con nít đến chùa mình đứa nào nó cũng có phước lớn, nó gặp Phật pháp sớm. Nên cái công đức phóng sanh này nó quá giải cái nghiệp chướng. Vì Ấn Tổ ngày nói là muốn cho thế giới hòa bình thì từ khi nhân loại đồng tình ăn chay và phóng sanh. Bây giờ chúng ta làm lễ phóng sanh và ăn chay đó là đang cầu nguyện cho thế giới hòa bình và cầu cho nhân sinh được hạnh phúc. Quý vị biết nhà nào mà ăn chay niệm Phật là gia đình nó cái từ trường nó nhẹ lắm. Mà nhà nào mà làm lò mổ sát sanh thì quý vị bước vô từ trường nhà quý vị nặng nề lắm. Nên gia đình mà sát sanh giết chó giết mèo để mà ăn, nhậu nhẹt sát sanh mà đa dạng ở trong nhà thì nhà lu bu dữ lắm. Nên cái công đức phóng sanh này lớn dữ lắm quý vị. Phật đã dạy mà phóng sanh là đang giải cứu cho tất cả chúng sanh. Mà chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh, từ nơi đó mà giải cứu chúng sanh là đang tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên quý vị biết Phật pháp rồi, từ con ruồi con muỗi con kiến không dám giết, không bao giờ dám mua thuốc rồi xịt ruồi xịt muỗi xịt kiến, hay là mình dẫm đạp côn trùng nhỏ mình không dám. Vì đó là Phật nói là tứ sanh phụ mẫu đều là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, do tạo nghiệp mà bây giờ làm loài súc sanh. Nên mình nghe đạo rồi mang cái tâm từ bi để mà mình thương tất cả muôn loài. Hôm nay chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng cho tất cả những con chim này. Khi chúng ta sắp sửa thả thì tất cả những chú chim này được quy Phật, quy pháp, quy tăng và nghe được tịnh độ nên phát tâm niệm Phật và được thả ra, nên ở trong chùa nghe Phật pháp. Khi bỏ thân hướng về thế giới cực lạc, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay lớn lên hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh